Vâng, cảm ơn chị đã dành cái thời gian ngày hôm nay lên cái buổi trò chuyện cũng như là interview chung với chị mình ngày hôm nay. Chị nói chung là hiện tại là mọi thứ là ok với chị thị chưa? Là bên em hỗ trợ cho chị mọi thứ là từ các bạn mở tài khoản cho chị, đầu tư là mọi mọi thứ ok không chị? Ok, Ok. nói chung là nhân viên của em á, hỗ trợ rất là ok, là good. Thank you chị, thank you chị. Vâng, thì trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay đó chị, nói chung là chị Thủy cứ nghĩ như thế nào, chị nói như vậy. Nói chung là nói những cái lời tận tâm là một cái điều tốt nhất có thể trong cái buổi ngày hôm nay. Và nói chung là cái mục tiêu của em ngày hôm nay chỉ có một thôi. Đó là chị có những cái suy nghĩ như thế nào, chị có những cái trải nghiệm ra sao. Chị cứ nói thật lòng. Thì chị Thủy có thể cho em biết được đó là hiện tại trước mắt là chị đang ở tiểu bang nào, cái công việc chính của chị là công việc gì, và sau đó chị làm sao chị biết tới bên em ThinkSmart Brother được không chị? À, chị ở Alabama, chị làm nail mà nên là lần hồi trước đó là chị cũng có chơi tót bạn chị đó, nhưng mà chị không có kinh nghiệm, rồi khi chị vô thì cái chị mua rồi cái chị cũng mất tiền, cũng không có giống như là so với chị thì 10.000 cũng rất là lớn, tại vì chị làm chị cũng để dành tiền á, thì cho nên á chị cũng thua cũng 10.000 đô á, rồi thôi cái chị không có dám mua nữa, mình cũng mua rồi để đó cái nó không có lời, cái chờ nó lên nhưng mà nó đâu có lên đâu, cứ nằm hoài đó. Đôi khi á mình mua những cái con stock nó chia tài khoản của mình ra đó, khi mà mình mua cái giá thấp, khi mà mình đợi hoài, khi mà nó bay lên là nó chia tài sản của mình ra hết à, thì mình bị lỗ vốn nữa, mình bị mất cái tiền. Chị là chị mất mấy cái tiền đó không đó, bị không biết tại sao mà chị cứ chọn mấy cái con đó, khi mà chị mua cái là chị bị chia tài khoản ra, chị mất cái tiền đó không Vâng. à. Cho nên đó chị cũng có lên coi em lâu rồi, chị cũng thấy em mà, rồi chị coi mộ Bùi đó đó, chị cũng có coi mộ Bùi rồi sao chị thấy em thì chị cũng tin tưởng vào em á, rồi chị mới đăng ký chị học để cho chị có cái kinh nghiệm trải nghiệm, để chị học chị biết, để chị train cho nó đúng hơn á, nó dễ, nó giống như là mình yên tâm hơn á. Sure. Thì khi mà chị vô mất dây 90 ngày á, thì chị thấy là những cái lời em nói là chị cũng trải nghiệm qua, chị cũng thấy đúng như cái lời em nói, những cái gì mà em dạy trong cái Zoom á, thì chị vô học á, thì chị nghe em nói, thì những cái đó là chị thử qua hết là chị biết nên chị biết rồi, có như vậy á thì mình mới biết được là mình mới biết được, mình mới rút kinh nghiệm. Rồi khi mà chị hết cái khóa này thì chị mới muốn đăng ký để học thêm á, để học thêm, để chị muốn là lon chị mua lon thêm, nhưng Sure. mà hiện tại thì chị cũng chưa có vốn nhiều á, chị chưa có vốn cho nên chị chưa có mua. Chị Không cũng sao có chị. mua nhưng mà chị mua ít thôi, Vâng. giống như chị mua bên cái Coinbase á Dạ. thì chị cũng mua mà ít hả. Rồi chị nói là thì giờ để chị để dành tiền á, rồi chị trade, rồi khi nào chị có tiền á, rồi chị mới nói bên bên em á, bên mấy nhân Vâng. viên của em đó, thì nhân viên của em sẽ chỉ chị mua. Vâng. Bây giờ chị cũng không có dám mua nhiều, chị mua ít ít ít, giống như là khi mà chị vô là chị trải nghiệm là chị chỉ mua ít 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 thôi, chứ chị không dám mua nhiều. Dạ. Chứ nếu mà khi mà mình trải nghiệm những cái đó mình biết được rồi á, thì mình mới bỏ cái số tiền ra, mình mới dám mua nhiều, Đúng thì rồi. mình mới yên tâm hơn. Còn khi mà vô mình chưa biết cái gì hết thì mình muốn giống như là đôi khi chị cũng muốn thử thử để cho biết như thế nào, là cái đó cũng giống như mình học hỏi, là những cái mà em nói thì rất là đúng đúng, những cái mà chị cũng giống như chị cũng thử thử cho biết vậy đó, Dạ. thử cho biết, nhưng mà đúng những gì em nói là rất là đúng, cho nên khi chị cũng hiểu được cái điều đó, thì khi mà chị muốn qua bên Seven Lux á, thì chị giống như là chị muốn là mình phải chuẩn hơn, mình chuẩn gạc hơn, mình không có phải mà mình chấp chấp như bên 90 Chuẩn đúng mất chuẩn cây 90 ngày nữa.
mình Tuyệt không có vời lóc quá chóc trời. như, đúng rồi. Giống như bên mình mới vô thì mình ngứa tay, mình hay lóc chóc mình Đúng ngứa rồi. tay lắm. Đúng rồi. Cho nên những cái em nói đó rất là đúng, nhưng mà khi mình muốn control lại cũng không control được. Đúng Khi rồi. mà mình bị thua rồi á thì mình mới biết là cái đó chị Mì nói rất là đúng. Cho nên khi mà chị muốn biết hiểu bên đó để cho chị biết được cái đó, nhưng mà chị đánh ít chứ không có đánh nhiều, chị bỏ ít tiền chứ không có nhiều để chị hiểu được. Khi mà qua bên đây á thì chị cũng chưa có mua gì hết á, chưa Vâng. có mua nhiều, nhưng mà để chị nói là để chị gom tiền có vốn xong rồi chị mới nói bên em á chỉ cho chị mua. Không Nhưng sao mà chị. chị cũng muốn hiểu là khi mà mình chơi cái con đó, ví dụ như mình chơi cái con xui đi thì chị nói chơi cái con đó cho nó dễ ha, Sure. thì giống như là khi mình mua nó đi đi cái giá em đưa ra thì chị mua cũng đúng cái giá đó. Khi mà nó xuống nữa thì tất nhiên mình phải mua vô, mình DCA rồi thì cái đó mình phải mua vô rồi. Nhưng mà ví dụ mà nó lên nó xuống giá thấp nữa, nó thấp nữa khi mà nó lên tới cái giá mà mình bán á, ví dụ mà mình thấy á, là ví dụ như mua 2S đi, là nói giờ là chị mua cao lắm là chỉ 3S thôi chứ Đúng không rồi. có tới cái 4S đâu, 2 với 3 với 1 thôi, chị không có dám mua 4. Tại vì do em nói thì chị cũng hiểu, nhưng mà chị trải nghiệm là những cái con mà giống như cái con mà nó không có tốt á, thì chị mua thử là 3S là mình cũng bị mất vốn rồi đó. Đúng rồi. Thì cũng mấy cái con đó đó nó bay ra nhiều quá mình cũng bị mất vốn rồi đó. Rồi đôi khi á thì chị cũng hiểu được cái điều đó, nhưng mà cái là chị muốn hiểu là cái khi mà cái con đó nó bay lên rồi á, thì khi mà nó đau xuống trở lại, là khi mà nó đau trở lại á, thì theo chị muốn biết là cái nó khoảng một 2 ngày, trong vòng 3 ngày hay là một tuần lễ là nó sẽ quay lên trở lại giống kiểu vậy đó. Được chị. Thì trước mắt đó chị, lát nữa em sẽ đào sâu vào cũng như là trò chuyện với chị về cái lộ trình của chị như thế nào. Thì thực sự như là ngày hôm nay không phải là một cái ngày mà em giống là giải nghĩa cho chị thêm cũng như là trả lời tất cả những câu hỏi của chị liên quan về vấn đề đầu tư. Tại vì cái đó đó chị chỉ nhớ là vào ngày mai là cái ngày ví dụ thứ ba, thứ tư, thứ năm đó là ba cái ngày mà em sẽ trả lời những cái FAQ cũng như là em sẽ go over những cái screenshot của ai mà đầu tư không chuẩn mà thua tiền như thế nào, thì em sẽ đi từng phần để clear up tất cả những vấn đề đó luôn cho chị và cho mọi người. Thì em chắc chắn em sẽ trả lời một vài câu hỏi của chị ngày hôm nay không thành vấn đề, nhưng mà em khuyến khích chị đó là nếu được trong tương lai thì chị thấy được là bên em có một cái group nó gọi là Crypto Expert Group, chị thấy không? Group đó là dành riêng cho những ai mà muốn thắng tiền. Lát nữa sau cái buổi trò chuyện ngày hôm nay đó em sẽ invite chị vào cái group đó thêm một lần nữa nếu mà chị chưa có vào. Để nha chị nha. Thì sau này khi mà chị gặp tất cả những cái vấn đề mà liên quan tới những câu hỏi mà chị vừa mới hỏi em đó là chị có thể hỏi bất cứ lúc nào, giống như là khi mà chị muốn hỏi về vấn đề technical, chị vào trong nhóm technical đúng không, là bên em có người hỗ trợ cho chị về kỹ thuật. Sau này chị mà có vấn đề về chiến thuật và tâm lý và không hiểu formula, chị vào trong cái nhóm gọi là crypto expert, chị có thể hỏi bất cứ lúc nào câu hỏi nào thì sẽ có người trả lời cho chị ngay lập tức luôn. Thí dụ chị vừa mới hỏi em đúng không, chị thay vào trong đó hay là chị audio vào trong đó, sẽ có người lắng nghe những cái phần đó và sau đó họ trả lời cho chị. Mà nếu mà họ cần thiết mà message cho chị one on one để giải thích cho chị đó thì bên em sẽ sẵn lòng giúp cho chị để chị có thể gia tăng những cái kiến thức của chị hiểu chưa? Và cái câu mà chị vừa mới hỏi em đó nó có ở trên cái phần membership và em nói rất là kỹ. Nếu mà chị học theo cái lộ trình qua một cách bài bản đó thì thường thường em hay nói thứ nhất, để một người thắng tiền họ phải hiểu được ba điều. Cái điều đầu tiên đó chị, đó là họ phải hiểu được cái công thức của bên em áp dụng như thế nào. Tại vì có 10 người là hết gần như 8 người đầu tiên hay là 9 người luôn, họ chớ quớ công thức của em là họ nghĩ họ biết nhưng mà họ lại không biết cách áp dụng. Và chỉ cho họ rồi đó thì họ vẫn áp dụng sai, tại vì họ không phải là những người mà đã đầu tư qua rồi, họ cũng không phải gành nó giống như là một cái người mà họ học lớp mẫu giáo mà họ chưa bao giờ đầu tư qua. Bây giờ mình chỉ cho họ cái cách viết cái bút như thế nào thì họ cũng không biết, họ phải viết từ từ vậy không. Thì cái công thức đó em dạy rất là kỹ và em đưa ra những cái dẫn chứng công thức như thế nào. Ví dụ như là em có một cái smart calculator là 50-30-20 là ra sao, 70-30 và 30 là như thế nào, khi mà nó xuống bao nhiêu là mình đầu tư như thế nào và em chỉ rất là rõ. Chị có thể coi lại những cái phần đó giùm cho em. Còn nếu mà chị không biết, chị có thể đặt một cái lịch hẹn luôn, ví dụ như là ThinkSwap Brother như thế nào slash Crypto Expert, thì chị nhớ cho chị coi và chị biết được là làm sao đặt lịch hẹn với người Crypto Expert giùm cho Jimmy. Thì bây giờ quay lại cái câu trả lời của chị nè, thì thí dụ giả sử như là chị mới mua một cái đồng coin nào đó và sau khi chị mua xong cái đồng coin nó rồi đó, mà giả sử chị có phải là chị hỏi em là nếu cái đồng coin đó mà nó gớt xuống là chị nên DCA như thế nào, hay là chị nói là chị đợi bao nhiêu lâu để DCA?
cái câu đó chị hỏi em lại kỹ được không? À, không phải giống như là khi mà giống như là ý chị nói á, là khi mà cái con đó nó xuống cái giá thấp rồi thì giống như là nó thay vì mình đã mua rồi, mua cái điểm em đưa rồi thì khi mà nó xuống nữa thì mình cũng đi CA vô, là khi mà nó xuống tới cái điểm là nó hết xuống nữa thì nó bay lên, nó đi lên lại. Nó đi lên lại, khi mà nó lên tới điểm đó thì nó giống như là nó đi đào xuống trở lại. Thì mình không bán á, thì mình không bán khi mà chị cũng hay bị mấy cái đó. Lúc mà khi mà chị lên mấy cái tới cái điểm đó, chị cứ nghĩ là nó còn lên nữa, chị không bán. Cái khi mà chị chờ nó lên thì nó không lên lại, nó cứ đào xuống hoài, làm chị chờ hoài cái đó. Ok, rồi em chỉ cho chị nè. Thực sự ra đó, đây là cái lý do mà tại sao đó các bạn upgrade lên cho cái chương trình Seven Club. Đó là một cái chương trình nó gọi là học sâu hơn nữa, những cái kiến thức sâu hơn và em chỉ những cái advanced hơn nữa. Tại vì bây giờ không thể nào trong 90 ngày mà em chỉ quá nhiều cho họ là họ bị gối, chị hiểu không? Họ bị gối sau bắt đầu là họ lộn xộn, sau đó bắt đầu là họ không làm cái gì ra hết, là gần như là họ bị distraction, và sau đó họ cái cơ hội xác suất họ không thắng tiền nhiều. 90 ngày đầu tiên đó, cái mục tiêu của em chỉ có một thôi, làm sao chỉ cho họ cái cách cơ bản nhất để hiểu được cái công thức, và sau đó đầu tư một cách đơn giản nhất để chốt lời 1.000 đô, chị hiểu chưa? Sau khi 90 ngày rồi đó, tại vì trên thực tế ra em nói thật sự kiếm 1.000 đô đó không gì gọi là khó, có nghĩa là mình chỉ cần đầu tư 5.000 đô đúng một cái đồng côn, hay là khoảng chừng 2 đồng côn, thậm chí 1 đồng côn thôi, và sau đó chị chỉ cần kỷ luật. Ví dụ đầu tư 5.000 thì đầu tư 2.500 trước đúng một cái đồng côn chất lượng mày đem được, dù nó xuống bao nhiêu đi nữa, đây chỉ cần DCA đúng cách theo em dạy. Ví dụ nó xuống 10 cho đến 15% đúng không, là mình dùng một nửa của 30%. Ví dụ 2.500 mình đầu tư rồi, là cái lệnh, nó lệnh đầu tiên mình bỏ vào thằng XRP em nói, thí dụ sau đó nó gớt xuống khoảng chừng 10 cho đến 15%, chị lấy một nửa của 1.500, đó là 750 chị đầu tư vào. Nếu mà nó gớt thấp xuống hơn nữa, giả sử như vậy đúng không, chị đầu tư thêm một nửa của 1.500, đó là 750, sau đó mình còn 20% còn lại đó, thì lúc đó mình coi một là mình bỏ vào margin hay là mình DCA tiếp tục, giả sử như vậy. Và sau đó chị chỉ cần patient thôi, cái đồng coin nó trong vòng 1 cho đến 2 tháng nó sẽ lên lại và mình chốt lời 20-30%, chuyện rất bình thường. Thì bây giờ cái câu trả lời của chị nè, nếu giả sử nó lên lại mà lợi nhuận 20-30%, em hay nói bán đúng không, thì đây là cái phần advance nè. Cái phần cơ bản nhất đó là khi mà chị lợi nhuận 20% chị có thể bán, 30% chị có thể bán, hay là 25% chị cũng có thể bán. Và bây giờ như thế này nè, đây là cái phần advance mà em dạy trong Seven Club nè, và những người mà advanced hơn, sau khi chị biết cái cách làm sao đầu tư như thế nào, formula như thế nào rồi đó, thì ở trong ví dụ giả sử như là cái MXC nó có một cái section đó là take profit và cut loss, chị hiểu không? Là ví dụ như là nó có cái phần ở trên đó là chị có thể auto take profit là lên tới cái giá nào, ví dụ chị nói là nó lên tới 30% hay là lên tới ví dụ như là XRP nó lên tới 60 cent là chị nói là chốt lời, chị bỏ là chấm 60 đúng không? Anh giả sử như vậy. Sau đó đó ở dưới cái phần đó là stop loss, là nếu mà XRP á nó gớt lại, nếu mà chị nói là ok, chị nói là bây giờ chị muốn nó lên cao hơn 20% nhưng mà chị sợ nó xuống thấp kinh khủng luôn, thì đơn giản thôi, chị chỉ nói là nếu mà nó lên tới 65 cent hay là 62 cent mà tới 30% chốt lời cho chị, hay là 28% chốt lời cho chị, hay là 25% cũng được, nhưng mà lỡ sư nó gớt xuống mà khoảng chừng 20% lại đó thì cut loss cho chị, là có nghĩa là stop loss, là mình là cái phần mà stop loss nó giống như là chị có thể take profit mà tới cái giá đó, thì khi mà nó quay ngược trở lại 58 cent, anh nó giả sử cái giá chị mua ví dụ như là 50 cent mà khi nó quay ngược lại đúng 58 cent đó, thì tự động cái hệ thống đó nó cut loss cho chị, là chị chốt lời 20%, chịu chưa? Thì cái phần đó là cái phần advance là em hay dùng. Ví dụ như là em nói là cái con xui đi, bây giờ cái giá của con xui em nói thí dụ nha, là khoảng chừng là 1 đồng 60 cent đi. Thì bây giờ cái lúc mà em mua con xui đi, em nói thí dụ em 2x, em mua con xui 2x đúng không? Là 1 đồng 30 cent. Thì em nói là bây giờ cái con xui này đó em đã lợi nhuận khoảng chừng hơn 20% rồi đúng không? Em để cho nó lên tới 1 đồng 70 cent em bán. Chị hiểu không? Nhưng mà bây giờ em nói là em muốn con xui này á, lỡ như mà nó cứ gớt lại 1 đồng 40 cent. Tại vì bây giờ em mua là 1 đồng 30 cent, em không muốn nó xuống dưới 1 đồng 30 cent, nhưng mà em nói là nếu mà nó gớt lại 1 đồng 40 cent là em vẫn có lời. Nhưng mà em lời khoảng chừng 18% hay 20% thì em nói là cut loss cho em, chị hiểu không? Thì bây giờ đó em cho nó cái đà nó bay có thể là hơn 20%, nhưng mà lỡ như một ngày đẹp trời tự nhiên cái thị trường nó đỏ gất xuống cái đúng 18% 20% là cái cắt lỗ cho em, là em vẫn lời 20%, chị hiểu chưa? Chị có mường tượng là những cái gì mà em vừa nói không? Thay vì chị ngồi đó chị canh cái phone của chị hoài, chị canh cái phone, bây giờ nó gất xuống, bây giờ mình muốn cho nó lợi nhuận 20%, 28%, 30%, nhưng bắt đầu mình đi đâu đó cái nó gất xuống một phát 15% là mình lỗ luôn, mình phải đợi chờ nữa, thì em program sẵn luôn, chị hiểu không? Giống mình là mình chài sẵn vậy luôn. Đúng rồi, em cài sẵn luôn, có ra em cài sẵn luôn nếu mà em muốn, có nghĩa là, nhưng mà đa số là phần cái đó chị, em nói thật sự với chị đó là em chỉ là
apply sometime thôi. Tại vì đối với em đó, em đơn giản lắm. Thực sự em đầu tư là em mua xong bắt đầu em để đó. Em nói là ví dụ như là nó lên tới 20%, 30% em bán, mà em thấy nó 22% em cho nó lên nữa thì bình thường thôi. Dù nó có xuống lại thì em cũng bình tĩnh ha. Tại em biết nó cũng sẽ lên lại. Trừ khi nào mà em nói là cái con này, tại lần trước em nói đơn giản nè. Lần trước đó em có apply cái formula này vào con Big Time, cái con Big Time hoặc là cái con Sai. Thì cái con Sai hồi bữa em mua đó cái giá 70 cent, XAI đó 70 cent. Là em mua khoảng chừng á là $8,000. Thì cái con Sai này là điển hình cụ thể nè. Nó bắn một phát tự nhiên trong 2 ngày thôi chị, nó bắn lên một phát lên tới 89 cent. À ta 89 cent. Thì cái lúc đó đó em nói là bây giờ đó mình đợi cho nó lên chút nữa lên khoảng chừng 92 cent mình bán, mình lợi nhuận khoảng chừng $4,000. Nhưng mà giả sử mà từ 89 cent á mà là may rủi mà nó gớt lại xuống mà 85 cent á, bán tự động cho em, thì em program sẵn có nghĩa là take profit 92 cent là em cho nó lên tới, tại vì em đã lợi nhuận 20% rồi, em cho nó lên tới 30% luôn. Nhưng mà không ngờ con Big Time này nó không lên tới 92 cent, nó gớt một cái cụp xuống dưới 85 cent thì em vẫn lợi nhuận 20%, tại vì em đã program sẵn rồi. Nhưng mà ngày hôm nay con Big Time nó gớt xuống, cái con Sai nó gớt xuống 70 mấy cent luôn. Nếu hồi bữa mà em không program sẵn đó là em đã bị lộ, có nghĩa là em vẫn lời chút thôi, em lời khoảng chừng 5% 6%, nhưng mà em đã program cái đó rồi thì nó hết được cái lệnh đó cái là nó bán cho em luôn, là em vẫn lời. Thì đó là một trong những cái chiến thuật advanced hơn. Nhưng mà chị Thủy cho em hỏi nè, nếu mà em dạy cái đó mà cho những người mới luôn đó thì làm sao họ hiểu được chị không, là nó gối quá, nó gối cho họ quá, tại vì họ chưa biết cách làm sao mua một cái lệnh như thế nào. Sau đó 2x họ cũng chưa hiểu, xong rồi họ chỉ họ từ từ, bây giờ chỉ cho họ cái đó nữa thôi, một khi một con người họ gối quá đó là họ không có làm gì hết á, là họ thấy phức tạp quá là họ không muốn làm luôn. Cho nên cái mà em muốn ở đây đó là em chỉ cho họ từng công đoạn từ từ đã. Tại vì trên thực tế ra đó em chỉ cần chỉ cho họ là làm sao chốt lời 20-30% thôi, thì đến 20% họ vẫn có thể chốt lời được, chị hiểu không? 18% vẫn có thể chốt lời được. Thì tập cái đơn giản trước đi, sau cái đơn giản xong bắt đầu em tự nâng cấp lên những cái advanced tool một chút. Thí dụ như là mình đi travel, mình bận rộn, mình có thể program thẳng sẵn tự động auto chốt lời. Sau đó mình ngủ, mình sợ quá mà cháy tài khoản, mình có thể set up stop loss 15%, 20% giả sử như vậy, nếu họ muốn, như thế không? Sau khi họ biết những cái phần cơ bản đó rồi thì em mới chỉ cái advanced hơn, có thể là set up auto chốt lời và auto stop loss giả sử như vậy luôn. Và đặc biệt là cho khi mà mình thắng, tại vì thường thường á mình set up stop loss là mình sợ nó bị thua, nhưng cái này là mình sợ nó, mình có nghĩa là mình set up theo cái dạng nó gọi là mình program, mình không muốn nó lộ hơn 20%. Mình không muốn là mình lộ dưới 20%, nghĩa là mình đã lợi 20% rồi, mình không muốn nó đi xuống dưới 20%. Bây giờ nó đang là trên đà lên 22%, 24%, 26%, 28%, 30%, thì bây giờ mình set cái stop loss nó nằm ở dưới đây, là lỡ như mà nó xuống lại cái giá thì mình vẫn lời, chị hiểu chưa? Thì cái này á, nó sẽ giải quyết cái vấn đề của chị, là chị lo sợ là chị mày, chị thấy là có vài lần chị lợi nhuận 10%, 15%, nhưng mà sau nó gớt lại chị uổng quá. Chị thể hiểu không? Chị uổng quá. Thì bây giờ chị program cái đó thôi. Thì chị Thị có hiểu những cái gì mà em vừa nói không? Giống như là mình stop loss lại đi, thì khi mà nó rớt xuống thì mình cũng còn có lời. Đúng rồi, chính xác chị. Thì cái đó là cái mà nó sẽ giúp cho chị, nếu mà chị cảm thấy cái đó là một cái problem của chị. Ví dụ đối với em đi, cái đó không phải là một cái problem cho em. Tại vì thực sự ra đó, bây giờ em đầu tư mà em nhắm mà nó lên tới hơn 20%, thì đôi khi em nói thật, em chốt lời 50% trước luôn. Chị không? Em chốt lời ngay cho nó luôn, có nghĩa là thay vì em phải đợi, anh thôi em chốt lời 50% trước, em để lên 50%, em cho nó bay, mà sau đó nó bay gớt xuống lại thì em chấp nhận thôi. Lúc đó em chốt lời được, phương án nó cũng được, mình có thể chốt lời trước 50%. Còn hai đó là mình program kiểu kia, thì tùy theo mọi người thôi, chị hiểu không? Đó giống như là em đầu tư 8,000 thì em chốt 50% là em chốt 4,000 đi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thì điển hình cụ thể là con xui đó, là em đầu tư con xui, và cái lúc mà em chốt lời con xui đó là 110,000, là thực sự em chốt lời chưa hết đâu, em còn lại là 30% của con xui nữa, chị hiểu không? Cho nên em chỉ chốt cái đó là một phần nhỏ thôi, chứ em còn lại 30% của cái account đó riêng nữa. Thì em vẫn để cho cái con xui nó chạy và nó lên lại hơn nhiều, đó là em lợi nhuận hơn 110,000 nữa, chị hiểu không? Thì đó là một vài cái cách làm sao em maximize. Còn lúc đó mà nếu em cảm nhận em muốn cho nó lên thì nói chung nó có vài cái strategy tùy theo mọi người, nhưng mà nói chung là đó là những cái strategy advanced. Thì ngày hôm nay đó thực sự đó là không phải là một cái ngày mà em nói cho chị quá sâu về vấn đề advanced strategy, thì những cái này đó chị là những cái mà em ít có khi nào mà em dạy quá sâu về trong cái vấn đề smart trade cho những người bình thường, tại vì nhiều quá là họ gối. Cái mà em dạy cho
họ đó là làm sao mà họ có được cái cách để control cái emotion của họ. Tại vì những cái tool mà em vừa mới dạy cho chị đó, cái đó là chỉ là cái phần phụ thôi. Cái khó nhất đó là làm sao họ control cái emotion của họ. Tại vì sao? Đa số là phần những người họ đầu tư đó, chị thấy đó, XRP đó, nó mới có 2-3 tuần thôi. Bây giờ ai cũng ngứa tay ngứa chân đòi giống như là cắt lộ, xong bắt đầu là nhảy qua con xuôi như thế nào. Mà con xuôi cách đây 6 tháng trước chị thấy đó, hay là 3 tháng trước, nó chậm như con rùa, là con nào nó cũng bay hết, chỉ có một mình con xuôi là nó không bay thôi. Thì lúc đó ai cũng nói là cái tên của nó là xuôi, nó xuôi thảm tệ luôn. Ở trên mạng thì ai cũng nói là cái con này con xuôi quá. Giờ nó bay thì con giờ là nó đang control nó bay, và người ta lại FOMO đại dương cái con xuôi. Mà trong lúc đó, những cái cách mà đầu tư đó là nên đầu tư những cái đồng coin nào đó mà nó đang rớt hiện tại ngay bây giờ và người ta chưa để ý tới, thì mình nên mua cái vấn đề để cho vấn đề long term. Nhưng mà những người khác họ sẽ không hiểu. Em là em chuyên môn là mua những cái đồng coin nào mà có giá trị mà người ta chưa để ý tới nhiều thì em mua ngay thời điểm đó. Đặc biệt tại sao em mua, ví dụ XRP em mua nhiều vào thêm, và ví dụ như là giả sử tại sao Doge ngay bây giờ em lại mua nhiều thêm, tại vì nó đang đúng lúc nó đang tích lũy, nó sẽ bay, người ta sẽ không biết được. Bây giờ họ họ nhảy theo phong trào. Chỉ thấy là những người họ chết á, là đa số đa phần á là họ chuyên môn là nhảy theo cái vấn đề FOMO. Em mua con xuôi cách đây khoảng chừng 6 tháng về trước, 3 tháng về trước em mua con ARB đó, ngay cái lúc mà giá 1 đồng 60-70 cent, 80 cent, 1 đồng 10 cent em mua thường xuyên. Và con xuôi em mua khoảng chừng lúc 1 đồng em mua, 90 cent em mua, 80 cent em mua, 70 cent em mua, 60 cent em mua, và thậm chí 30 mấy cent em vẫn mua nữa. Và tại sao em mua thường xuyên kinh khủng luôn, mà nó càng xuống em càng mua cho vấn đề long term. Và cái phần future em có mua luôn. Tại vì sao? Em thấy được cái giá trị của nó có, nó đang bị control, em không có khủng hoảng. Nhưng mà ngày hôm nay tại sao em lại không mua xuôi? Nó đã bay rồi, nó đã bay rồi. Và những đồng coin khác market bây giờ đang đỏ hết, chỉ có con xuôi nó bay thôi. Cho nên cái vấn đề ở đây là khi mà một cái đồng coin mà nó đang bay và những đồng coin khác mà nó chưa có bay đó, và những đồng coin khác mà nó đang gớt đó, nguy hiểm vô cùng khi mà mình đầu tư. Thì đó là những cái phương châm, nó chỉ là cái nền tảng của vấn đề đầu tư mà những người đầu tư họ không thấy được. Và họ luôn luôn đi tìm những cái mà nó mới mẻ, những cái mà nó thắng nhanh. Nhưng mà thực sự ra đó, khi mà đầu tư đó chị, mình không vững chắc về cái tâm lý của mình, cái kỷ luật của mình, cái chiến thuật của mình một cách rõ ràng, mình sẽ chết. Mình sẽ trúng vô cái bẫy của tuổi sàn liền, mình sẽ trúng vô những cái bẫy của tuổi market maker. Nó giống như là trong đầu tư đó, market maker và tuổi sàn là hai tuổi nó ăn gơ với nhau, là chỉ đi vô cái vòng cung của nó. Thì á, cái tuổi market maker là nó được mướn bằng từ những cái thằng sàn, và sàn hiện tại ngay bây giờ là nó control những cái đồng coin lên xuống như thế nào hết, tất cả mọi thứ. Chị thấy có hiểu không? Cái đó là một trong những vấn đề thôi. Nó còn nhiều cái mấu chốt trong đó nữa. Nó còn có những cái tụi hedge fund là nó chuyên môn chế ra là nó để nó pump những cái đồng coin như thế nào. Cho nên đây là những cái bài học mà em dạy sâu hơn cho những cái lớp mà nó nâng cấp hơn. Ví dụ như là chị Thủy nghiêm túc và chị đầu tư một số tiền nhiều. Ví dụ như là chị nhắm là, ví dụ chị đầu tư long term. Tại vì chị nghĩ đi, ví dụ như là có một người họ muốn đầu tư cả 100 ngàn trong vấn đề long term, hay là mình có một cái nguồn vốn nhiều hơn mà đầu tư về trading, thì không thể nào mà chị không có những cái kiến thức trong thị trường sâu hơn để chị đầu tư được. Nếu không chị gamble thôi. Thì những cái này đó là những cái bắt buộc cái người họ đầu tư họ muốn thành công họ phải biết. Họ không biết chắc chắn họ sẽ thất bại. Thì đa số đa phần em nói thật sự với chị đó là những người mà trong smart trade họ còn quá mới đó, và họ đầu tư một số tiền ít, 5-10 ngàn đó, hiếm có khi nào họ thấy được cái giá trị sâu sắc mà em dạy cho họ trong vấn đề đầu tư được. Họ phải trải nghiệm. Nó giống như ngày hôm nay đó, là em có trò chuyện với một người, em cũng không có, nhưng mà thuận tiện nói tên, cô ấy mất 30.000 đô trong vấn đề trading. Thì cũng là chị cũng học cái công thức của em thôi, nhưng mà tại sao mất 30.000 đô? Cái vấn đề như thế này, chị không áp dụng đúng những cái gì em dạy. Chị có thể áp dụng khoảng chừng 60% đúng, nhưng mà sau đó còn 40% còn lại là không kiểm soát được tâm lý mua buy, giả sử như vậy. Và sau đó khi mà tình trạng mà market mà nó down đó, chị không biết cách làm sao ứng xử, cái phản xạ gì đó, không biết cách làm sao ứng xử được như vậy. Và sau khi mà chị bị mất đi cái số tiền 30.000 đó rồi đó, chỉ có hai cái tình trạng xảy ra. Một là chị sẽ bỏ cuộc trong thị trường này và chị sẽ đổ lỗi cho em. Jimmy nó nói sao bây giờ mua xong mất tiền, sau đó đến cuối cùng đổ lỗi tùm lum la, xong rồi ra khóa học. Đó là cái tình trạng đầu tiên. Em không trách, tại vì trong khoảng chừng 500 người giả sử như vậy và hơn, thì chắc chắn sẽ cũng có người họ cũng đi đổ lỗi thôi. Cái việc đó thì em không trách được. Đúng rồi. Cái việc đó không thể nào tránh được, nhưng mà không đúng sao. Rồi. Nhưng mà cái con đường số 2 của Si chọn đó, em rất là tự hào từ Si là Si té chỗ nào, Si đứng lại chỗ đó. Và Si ngồi xuống Si ngẫm nghĩ và Si coi lại những cái bài học của em. Tại vì cái bài học của em nếu mà chị nghe cho kỹ đó, nó có sự sâu sắc vô cùng trong những cái lời nói của em. Chị phải nghe lại không phải một lần, hai lần, thậm chí ba lần, mà mỗi lần mà một người nào thất bại đó, họ nên nghe kỹ lại thêm một lần nữa. Tại vì cái khóa học của em, Seba Club, em đi sâu vào, nhưng mà cái cơ bản smart trade em vẫn có những cái sự sâu sắc trong đó.
Thì khi mà Si nghe lại rồi đó, Si mới hiểu được là tại sao anh chị mình ảnh luôn luôn nói là 80% và 90% là luôn luôn đầu tư trong vấn đề long term. Em luôn luôn nói hoài. Bài học nào của nó như vậy hết. Tại vì chỉ có long term thật sự đầu tư chuẩn những đồng coin ngay cái lúc giá nó thấp. Giả sử như là thằng xui hồi xưa nó chỉ có ba mấy cent thôi, 40 cent, 50 cent. Thằng ARB nó xuống còn có 70 cent, 80 cent. Chỉ cần đầu tư đúng chuẩn những cái đồng coin chất lượng, mình đổ tiền vào nhiều, thì những cái người như như là chị Hương thắng cả 100.000 đô. Tại vì chỉ có làm đầu tư đơn giản như vậy thôi. Thì em dám chắc với chị luôn, dù một cái người họ trading cho giỏi cho đến mấy đi nữa đi, họ cao tay cho đến mấy luôn, giả sử như vậy, họ cũng không thắng nổi một cái người giả sử đơn giản như là chị đầu tư vào vấn đề long term ngay cái thời điểm mà thật sự em đưa ngay cái giá thấp mua vào và tích lũy thường xuyên. Đúng Em dám chắc với chị luôn. Tại rồi. vì á, dù cái người đó cao tay cho đến mấy đi nữa, tại vì sao, họ sẽ không có đủ cái kỷ luật để kiểm soát bản thân của họ. Tại vì á, em là một trong những cái người gọi là cũng chết lên chết xuống trước đây, là kiểm soát không được về tâm lý đầu tư những nhiều x giả sử như vậy, và sau đó bị cái do cái mặt nó làm lên xuống bất thường giả sử như vậy, em mới nhận ra được nhiều cái chìa khóa. Thì không thể nào một cái người bình thường như là chị Thủy hay là những cái người bình thường mà họ chưa trải nghiệm như là em bạc triệu đô la, họ hiểu được cái cảm xúc như vậy. Dù em có dạy cho họ đi, nó giống như là một cục tạ, khi mà giống như em là con trai đi, khi mà em ngồi xuống em đẩy tạ, thì em dù em có chỉ cách đẩy tạ như thế nào, thì chị không đủ cái nguồn lực để đẩy cục tạ nó mạnh tới như vậy, hiểu không? Thì khi mà bad news nó đổ vào cho chị, thị trường nó gấp một cái cục xuống 40%, 50%, sau đó chị nghe người xung quanh, bạn bè, người thân, những người trong nhóm họ panic như vậy, thì mình quá khủng hoảng, không đủ cái sức lực để cầm cái cục tạ đó để đẩy tiếp, chị hiểu chưa? Và cái nguồn vốn của mình á, nó lại càng ngày nó càng cạn đi, và mình đầu tư đến 5-6 cái đồng coin trong lúc em nói một vài cái đồng coin thì họ phải chết, stress nhiều quá, chưa nói là vấn đề họ mượn tiền nữa, chị hiểu không? Thì cái mà em đang muốn nói ở đây đó là trong vấn đề đầu tư đó, đó là những cái quy tắc em dạy rất là kỹ. Mà chị nghe lại video em hay nói là đầu tư người mới 2 đồng coin, 2 đồng coin max, và sau đó nói là người mới 2x max, và những người mới đó hãy trải nghiệm thắng tiền dựa vào cái formula của Jimmy trước khi đầu tư số tiền 5.000, giả sử như vậy. Em nói rất là kỹ. Và em nói là người mới tuyệt đối không chơi shit coin và trend coin, chỉ đầu tư top coin thôi. Nó có lý do, tại vì cho nó bơi quen, chị hiểu không? Trend coin nó chỉ sóng gió nó rất là nhiều, và khi mà sự cố nó xảy ra họ không có phản xạ nổi, họ cũng không biết cách cắt lót như thế nào. Tại vì trend coin chỉ phải biết cách cắt lót khất lỗ. Nhiều khi họ bấm nút, họ không biết cách bấm như thế nào, giả sử như vậy, họ phản xạ chậm Đúng rồi. thì họ cũng đã thua rồi. Thì á, em dạy rất là kỹ trong cái quá trình để làm sao cho họ thắng 1.000. Trên thực tế thắng 1.000 đô, hiểu được công thức lúc ban đầu nó quá dễ thôi. Làm đúng những cái gì em nói, mua 2 đồng coin 2x, mua ngay cái lúc mà cái ngày mà nó đỏ em chị, thì làm sao họ thua được chị? Chỉ có cách, một cách trong đó là sau đó kiên nhẫn, PCA đúng cách, thì thực sự không sớm không muộn gì trong 30 cho đến 45 ngày họ cũng sẽ thắng tiền. Thì chị cho em hỏi nè, trong thời gian vừa qua em hỏi một cái câu chân thành với chị, nếu mà chị vào trong cái chương trình của em mà chị học đúng những cái formula của em ngay từ thời ban đầu đó, mà chị làm đúng theo những cái gì em nói đó, em nói thật sự, chị có thể chia sẻ cho các quý anh chị và các bạn ngày hôm nay nghe cái lời thật lòng, chị đã làm đúng ngay cái formula của em, đầu tư 2 đồng coin giả sử như vậy, đúng cái formula của em, chia sẻ 2x như thế nào, hay là thậm chí 3x đúng đồng coin mà chị đi sẽ đúng cách, đến ngày hôm nay chị có thành tựu chưa? Thì chị là đi đúng, nhưng mà cái là chị ăn nói thiệt chứ hả, là nếu mà tính ra thì chị cũng ăn được 1.000 mấy ha, là 90 ngày, nhưng mà chị giống như là chị cũng ngứa tay, giống như là đôi khi chị muốn trải nghiệm, là mình ý em nói là lấy cái tiền ăn mình trải nghiệm để mình thua, để định để mình biết. Thì chị cũng trải nghiệm mấy cái mà như em nói á, là em dạy trên đó, khi mình bị á, thì em nói chính xác luôn, không sai, không có sai tí nào hết. Nhưng mà chị muốn trải nghiệm để cho biết, mà chị không bao giờ chị mua tới 4S, chỉ có 2S, 1S, 2S, 3S là cao lắm, chứ không có tới 4 đâu. Tại chị biết chứ, giống như là em nói chị cũng hiểu, là chị biết là không thể nào mà mình mua được cái 10S hay là 20S, không có thể nào được. Tại vì khi mà mình mua những cái con mà nó bay lên, nó bay lên rất là lẹ, hoặc là mình mua lên mà nó xuống lẹ thì mình cũng bị mất tiền. Mình mua xuống mà nó đi lên lẹ mình cũng bị mất tiền khi mình mua nhiều ít đó. Chị hiểu, nhưng mà có cái là chị không có mua nhiều cho nên chị lời ít, giống như chị lời ít chừng vài chục, trăm mấy, 200, mà 200 mấy là giống như là ít 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 ít, chứ chị không, tại vì chị không có mua nhiều, tại chị đang trải nghiệm cái đó để chị biết.
để mình nắm vững cái mình nắm mình biết là mình ví dụ mà lỡ mình có thua mình cũng thua ít thì cái khi đó mình hiểu được rồi á, khi mình nắm mình bắt được mình hiểu được rồi á thì mình bỏ số tiền nhiều mình mới 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 có cái kinh nghiệm đó mà mình bỏ số tiền nhiều mình mới ăn chứ được chứ chị không có dám thôi. Chị cũng kiểu như tánh chị thì chị cũng thích liều lắm nhưng mà khi mà chị bước vô cái gì mà chị không hiểu là chị không có dám chơi nhiều, không có dám chơi mình bỏ số tiền nhiều. Tại khi mình chỉ nghe đôi nhiều người bỏ số tiền nhiều mới 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 vừa bước vô mình không biết cái thị trường như thế nào hết thì mình cứ bỏ tiền nhiều như mình cứ ham tiền thắng thắng nhiều á thì cái đó mình cũng chết. Mà Đúng rồi. đôi khi mình hên đó thì mình ăn, còn mà họ mình không không có nắm vững thì mình chơi không đúng thì mình chết. Thì cho nên đó, đôi khi là có nhiều người họ cũng muốn ăn nhiều nhưng mà họ không có hiểu, chưa có hiểu cái thị trường như thế nào mà đem bỏ tiền nhiều vô thì tôi nhiều người thua nhiều quá thì cũng tiếc là vậy. Cho nên chị cũng muốn là những người nào mà mới vô đừng nên bỏ tiền nhiều, để khi mà mình bỏ ít mình hiểu được, mình nắm được thị trường, cái giống như mình nắm được cái những cái công thức mà em chỉ đó, Đúng rồi. cái những lời thì mình bỏ số tiền nhiều vô á mình an tâm hơn. Còn khi mình bỏ nhiều quá cái đôi khi mình mới vừa vô mình không biết cái gì hết, mình cứ muốn ăn tiền nhiều thì mình bỏ vô rồi mình thua là số đầu đó là cái mình hụt hẫng rồi, cái mình cứ nghĩ là mình không phải dễ ăn rồi cái đôi khi người ta nản người ta bỏ cuộc. Đúng Thì rồi. chị là chị muốn cái gì chị muốn đi tới cho biết cho nắm được cái là gì tự mình ví dụ mà đôi khi mình cũng muốn tìm hiểu cái con khác ví dụ không phải là cái con của em đưa ra em đưa ra thì chị cũng vẫn vẫn cây chị để đó chị đúng theo cái đúng cái cách của em đúng cái cách của em nhưng mà chị cũng muốn tìm hiểu thêm cái con bên ngoài để chị biết. Mình mua mình coi nó xuống hoặc nó lên nó có đúng giống như chị cũng muốn muốn biết là muốn kinh nghiệm để muốn biết coi là mình có cái kinh nghiệm không giống như để cho mình biết là mình có học hỏi được cái con đó mình chờ đến khi mà nó lên tới đâu khoảng là ví dụ nó cái con đó mình thấy nó xuống mà mình mua thì mình thấy nó lên thì mình bán thì đôi khi là chị muốn mua cái con đó nữa thì chị chờ đến bao nhiêu ngày hoặc là mấy tiếng đồng hồ chị cũng muốn hiểu điều đó. Chị hiểu là khi mà mình muốn á mà bây giờ thì chị cũng hiểu được chút xíu chị muốn hiểu thêm á là khi mà biết là khi mà cái con như hồi nãy chị nói em á là những cái con em đưa ra thì chị mua chị yên tâm rồi chị để đó chị chờ. Chị chờ thì chờ thôi, chờ nó lên thôi. Thì hoặc nó xuống mình đi CA thì cái đó chị hiểu được cái phần đó. Còn đôi khi chị muốn biết thì biết thêm á để khi mà chị hiểu được khi mình nắm mình biết được là cái con đó nó lên ví dụ như ngày nay nó lên đi. Nó lên rồi bắt đầu nó quay đầu trở xuống là khi mà nó xuống là khoảng mấy tiếng đồng hồ là nó xuống hết cái mức độ của nó cũng như Vâng. vậy. Đôi khi chị thấy nó giống như là mình thấy nó chưa xuống hết mình không biết nó tới khoảng nào 1 tiếng 2 tiếng hay là 3 tiếng 4 tiếng gì nó xuống hết cái giống như tới mức đó đi thì mình mua nửa chừng cái nó xuống nữa. Tôi cũng muốn hiểu cái điều đó. Thực sự ra ở trong cái phần smart trade của bên em á, em có một cái section là khi nào có nghĩa là khi nào nên mua một cái đồng côn và khi nào mà nên bán. Và em chỉ nói là đơn giản cụ thể nhất cho chị, cái này không phải là cái phần advanced nha chị, đơn giản nhất cho chị đó là chị chỉ cần không phải làm phức tạp, không cần phải làm phức tạp, chị chỉ cần biết được là chị đợi cái ngày nào đó mà cái thị trường mà nó đỏ, đó là khi nào mà chị thấy thị trường ở trong một ngày mà nó rớt khoảng chừng 10 cho đến 15% là chị, cái ngày đó là cái ngày mà chị mua. Thị trường có nghĩa là gì? Toàn thị trường luôn nha chị, là Bitcoin, Ethereum hết tất cả mọi thứ nó rớt 10 cho đến 15% trong một ngày là một cái ngày, nó gọi là một cái ngày đỏ đó chị, chứ không phải là một vài đồng côn rớt nha, cả thị trường rớt như là ngày hôm nay nó rớt 10 cho đến 15%
đỏ hết thì Hết luôn. toàn toàn thị trường luôn. Nó gớt 10 cho đến 15% cho một ngày, hay là trong một tuần nó gớt 15 cho đến 20%. Đó là những cái ngày mà chị mua. Thì chị sẽ mua 50%, 50% của cái số tiền mà chị có. Sau đó chị áp dụng theo công thức 50, 30, 20. Đó là cái điều đầu tiên. Còn nếu mà trong một ngày mà thị trường nó gớt 15 cho đến 20%, chứ không phải là 10 đến 15%, 15 cho đến 20%, chị có thể áp dụng công thức 70, 30 và 30, là mua 70% luôn, tại giá nó quá rẻ, chị hiểu chưa? Thì khi mà chị làm như vậy đó, cái xác suất chị thắng rất là cao, và chị mua 2x thôi, mua một cái đồng coin 2x thôi, không cần phải mua 3x, chị hiểu chưa? Nếu mà chị muốn an toàn, mua 2x thôi, thì gần như xác suất chị thắng rất rất là cao trong cái đồng coin đó. Nếu mà chị kiên nhẫn trong vòng 1 cho đến 2 tuần, hay thậm chí khoảng chừng 1 tháng, chị sẽ thắng. Nếu mà cao hơn nữa là 1 tháng rưỡi thôi. Thì á, em nói với chị, không có một cái công thức nào mà hiện tại ngay bây giờ mà cho chị biết được là cái đồng coin đó là trong 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng là nó ngừng lại. Cái điều đó nó không có, chị khỏi tìm. Điều đó nó không có. Tại vì sao? Một cái đồng coin nó gớt trong 1 tiếng, 2 tiếng, nó dựa vào cái market của Bitcoin và market của thị trường nữa chị. Cho nên không thể nào cái đồng coin nó gớt trong 1, 2 tiếng được. Có nhiều khi nó gớt cả ngày và cả tuần, thậm chí cả tháng luôn, chị hiểu chưa? Cho nên chị khỏi tìm answer. Cái answer mà chị cần đó, đó là toàn thị trường nó gớt, cái đó là cái key, chứ không phải là một đồng coin. Toàn thị trường nó gớt trong một ngày 10 cho đến 15%, thì khi mà chị mua vào một cái thôi. Còn nếu mà chị muốn chắc ăn hơn nữa đó, ví dụ em đi, sau khi em chốt lời xong rồi đó, em không ngứa tay. Đây là cái chìa khóa để thắng, là chị không có ngứa tay. Tại vì gần như là 10 người hết 9 người khi họ chốt lời xong đó là họ rất là ngứa tay, họ tìm có đồng coin khác, sau đó họ đi vòng vòng hết tất cả mọi thứ, họ bỏ tiền vô thì chết liền. Tại vì thị trường ngày đó nó đang xanh. Khi mà chị chốt lời rồi đó, em không đợi thị trường nó đỏ 10 cho đến 15% nha chị nha. Em đợi nó đỏ 15 cho đến 20%. Là trong 7 cho đến 10 ngày, là hay là thậm chí 5 cho đến 7 ngày cũng được. Em không đầu tư gì hết, em đợi. Em chờ thời thôi. Tại vì em cứ làm những công việc bình thường của em. Sau đó em một ngày em vô em coi thị trường nó như thế nào, hay là em poll của em thích con xui, nó phải xuống cái giá bao nhiêu thì em mua, giả sử như vậy. Thì bắt đầu em coi ngày hôm nay nó có đỏ hay không. Chưa tới 10 cho đến 15% thì ok em không mua. 10 cho đến 15% đó em nói là nếu em muốn mua thì em có thể mua 50%, 30, 50, 30, 20. Còn nếu em không muốn, em không mua luôn, em đợi đó 15 cho đến 20% luôn, lúc đó em mới mua. Thì cái xác suất em thành công cực kỳ là cao luôn. Tại vì nó chơi một cái lợi thế, nó giống như bây giờ chị nghĩ đi. Nếu mà chị đợi mo đó, một vài tiệm mà nó discount cho chị 25%, 30%, bây chị là phụ nữ nè, chị cứ mường tượng nè. Nếu mà chị đi đi mua sắm vô trong mall, đa số là phần phụ nữ hiện tại ngay bây giờ, khi họ, họ là những cái người mà họ đi mua sắm đi, đa số là phần phụ nữ không có sale họ vẫn mua, đúng không chị? Không on sale họ vẫn mua. Thì đa số là phần là cái problem của trading ngay bây giờ là ai cũng vậy, không on sale vẫn mua, thích là mua thôi, ngày xanh ngày đỏ là mua hết, ngứa tay là mua. Thì cái gì không biết tiết kiệm, chắc người những người phụ nữ nghe nghe bây giờ chắc chửi em cũng dữ lắm, nhưng mà anh nói thẳng luôn, cái ý em nói là trong vấn đề trading đó, có nghĩa là gì, là trên thực tế là họ cứ mua, thích là mua thì chết, mua mắc tiền, mua những cái đồng coin mắc tiền. Nhưng mà nếu giả sử phụ nữ đang nghe em nói như là chị, thì có những người họ thông minh hơn một chút, là họ đi vô trong mall, họ tìm những cái nào mà 25%, 30% họ mua, thông minh hơn chút, mua rẻ tiền, đúng không? Nó thông minh hơn chút. Nhưng mà có những phụ nữ thông minh hơn nữa nè, đợi những cái ngày mà Black Friday, hay là những cái ngày mà thực sự cái tiệm đó đang liquidation mà cái giá cực kỳ rẻ, mà ngày đó trong mall đó là 5-6 cửa tiệm, 7-8 cửa tiệm là on sale hết, 40%, 50% off, là trong ngày đó là những cái, là những ngày gì, ngày lễ Black Friday, Cyber Monday, nó gà. Thì chắc chắn với chị một điều là khi mà họ đi mall là họ sẽ được discount rất là good. Thì trong đầu tư nó cũng như vậy chị, tội tình gì, nếu mà mình đã có tiền trong túi rồi, mình kiên nhẫn rồi, thì tội tình gì phải đi mua sắm khi mà nó mới discount, ví dụ thị trường nó vừa mới gớt cái 5%, 10% đi mua, cứ đợi chờ, đợi chờ, đợi những ngày Black Friday mình mua. Thì cái xác suất em bảo đảm với chị luôn, trong một tháng nó sẽ có 1-2 ngày nó sẽ đỏ, 10 cho đến 15% là chuyện bình thường. Chị ngứa tay chị cứ mua, không ngứa tay đợi tiếp tục nữa. Còn nếu mà thật sự ra trong trong tháng đó đó chị, mà nó không có đỏ, em biết chắc nó sẽ đỏ, nhưng mà nếu mà không có đỏ luôn, giả sử như vậy chị ngứa tay đúng không, chị đầu tư long term thôi, không cần phải trading. Nhưng mà nếu mà chị muốn trade mà thật sự đi lâu dài mà thắng bền bỉ đó, cái đó là cái quan trọng nhất. Đó là gì? Kỷ luật. Em dạy rất là nhiều lần cho mọi người, kỷ luật nó quan trọng vô cùng. Nó giống như chị vô casino như vậy đó, em dám chắc với chị luôn, những người mà thắng trong casino phải có 3 yếu tố. Thứ nhất, họ phải chơi cơm gạo. Đó là gì? Họ phải kỷ luật. Tôi mang vô trong casino chừng 5.000, vô casino là tôi thu hết 5.000 là tôi out thôi. Nhưng mà tôi sẽ đợi những cái bài ngon tôi chơi, đi vòng vòng coi cái bài ngon mình chơi, giả sử như vậy, thì xác suất họ thắng sẽ cao hơn. Đó là kỷ luật. Kỷ luật số 2 đó là sau khi tôi thắng tiền, tôi cầm đôi xì đôi già, tôi thắng một số tiền rồi đó, tôi thắng ngày hôm nay mục tiêu tôi thắng 1.000 đô, thắng 1.000 đô rồi, out. I am goodbye, đi ăn ăn buffet, đi thoải mái, giả sử như vậy.
Cái vấn đề cuối cùng đó là cái người đó phải có được kỹ năng. Kỹ năng là gì? Không phải chơi thắng casino, nhưng mà kỹ năng chơi thắng những người chơi ngu xung quanh. Anh nói thẳng là như vậy. Em nói dùng một cái câu đó gọi là chơi là một cái câu là hơi nặng. Nhưng mà trên thực tế là như vậy. Trong casino sẽ có những người họ chơi họ không kiểm soát được tâm lý và họ không có kỷ luật và không có chiến thuật là họ sẽ thua rất là nhiều tiền. Mình thắng tiền từ những người đó, chị hiểu chưa? Chị không thắng nổi casino đâu. Chị không thắng nổi casino tại nó có quá nhiều tiền. Cho nên trên thực tế ra khi em trading đó chị, em nói thẳng, em đang thắng tiền ai? Em không thắng tiền của sàn nha chị nha. Em đang thắng tiền của những người chơi ngu mà thua tiền cho sàn. Trên thực tế là như vậy. Tại vì một ngày đó chị có biết bao nhiêu người họ chơi, họ không biết cách chơi. Họ cắt lỗ biết bao nhiêu, giả sử như vậy. Em thắng tiền của những người đó đó. Mà em thắng tiền một một cách không có giống như là scam ai cả. Em bỏ tiền của em ra, em kỷ luật, em thắng thôi. Như casino cũng như vậy đó chị. Trên thực tế là như vậy. Thì những người thắng tiền trong casino online là những người chơi chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là gì? Là hiểu cách chơi, hiểu luật chơi, hiểu cách bài bản để chơi. Và những người đó phải có kỷ luật để chơi. Và họ hiểu được tâm lý control như thế nào. Thì cái anh đang dạy cho chị là những cái chìa khóa đó. Nếu mà chị muốn vô trong đây chơi, chơi cái trò chơi mà crypto đi, chị phải hiểu được những cái điều đó. Nếu mà chị không, chị sẽ thất bại. Chắc với chị luôn. Và những cái đó nếu mà chị hiểu được, cái xác suất chị thắng tiền rất là cao. Cho nên đó là những cái điều mà em muốn chia sẻ cho chị ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay đáng lẽ là một cái ngày em phỏng vấn chị thôi. Nói chung đây là một cái bài học rồi. Nó giả sử như vậy. Thì bây giờ mình quay ngược lại. Nhưng mà những cái gì em nói với chị nó có lý không? Thì những cái âm thanh của chị off đúng không chị? Âm thanh của chị em không nghe. Thì ý em nói với chị đó là những cái gì em nói với chị đó nó có make sense hay không? Và nó có chí lý hay không? Tại vì trên thực tế ra trên thị trường của mình á, rất là nhiều người họ không biết cách bơi. Họ không có kỷ luật. Họ y chang là vô casino họ chơi vậy đó. Nhưng mà cái sự khác biệt của em và của chị trong tương lai là như thế nào? Mình hiểu luật chơi chị. Ví dụ bản thân của em đây. Khi em vô casino đó chị, em không bao giờ chơi bất cứ trò chơi gì trong casino. Em không bao giờ đập mấy game, em có chơi. Em chỉ chơi một trò chơi duy nhất thôi. Mà biết chơi. Đó là Texas Hold'em. Đó là bài sì tố đó. Texas Hold'em. Em không chơi blackjack. Nhưng mà em nói chị, trong casino có hai cái trò chơi mà thực sự phải có kỹ năng, có cơ hội mình thắng được. Đó là Texas Hold'em và blackjack. Nếu ai mà giỏi đó, mà chuyên nghiệp đó, xác suất họ thành công có. Em là chỉ là chơi Texas Hold'em nếu em vô casino. Thì trong vấn đề đầu tư cũng như vậy. Em đầu tư crypto, em chỉ đầu tư hai cái chính. Long term, vận dụng thời gian để đầu tư như thế nào. Vấn đề số 2 là trading có kỷ luật. Mà em không có chơi theo cái dạng mà cứ cứ coi tới coi chọt, coi này coi nọ tùm lum mỗi ngày, coi máy tính tùm lum như vậy. Nó mệt mỏi lắm. Em chỉ là mua cái đồng coin đúng lúc, đợi đúng ngày mua xong bắt đầu đó, và đâu em làm theo formula của em, rồi sau đó là em enjoy thôi, giả sử như vậy. Thì xác suất em thành công rất là cao. Bây giờ mưa gió như thế nào em cũng không care, tại vì em làm đúng cái formula của em rồi. Thì đầu tư như vậy đó chị là nó khỏe vô cùng luôn. Chỉ có một cái đó đôi khi người ta làm phức tạp quá chị đó, em nói thật sự. Đầu tư xong bắt đầu quá là sợ ngày bão tùm lum la, tại vì họ chưa hiểu được thực sự. Em nói với chị đó, chỉ có những cái người họ chạy qua họ thua tiền rồi đó, sometime họ coi lại cái video của em nói đó, nó mới giá trị. Họ sẽ thấy được là ồ, không ngờ Jimmy nó cứ nói tới nó nói lui là đừng có ngứa tay. Đúng rồi, tại ngứa tay là chết. Sau đó Jimmy có nói tới nó lui là đừng có mua những cái đồng trend coin như thế nào, sau đó đừng bao nhiêu ác, là họ cũng làm sai luôn, cho nên họ mới chết. Thì sau đó bắt đầu họ coi lại video của em nói wow, không ngờ mình lần trước mình nghe mình cũng chưa thấm, bây giờ mình thấm rồi. Thì anyway, Bảy cái giờ mới bị gồ nó mới thắm chị, bị gồ nó mới thắm. thắm. Mà có nhiều người họ bị gồ đó chị, họ không coi lại video luôn, và sau đó cũng họ không nhận ra cái lỗi của họ luôn, và họ đổ lỗi luôn. Đổ lỗi hết luôn. Họ nói là bây giờ là anh đưa tôi vào trong cái nghề này, vậy bây giờ đó là anh tôi đã bị mất tiền, tuy tôi không đầu tư theo anh nhưng mà lỗi của anh là anh chỉ tôi cách đầu tư, bây giờ tôi thua tiền luôn, giả sử như vậy. Thì những người đó thì em cũng bó tay, tại vì nếu mà họ nói như vậy rồi thì thực sự ra mình bó tay thôi chị không. Khi mà vô cái thị trường này đó là không có đổ lỗi được, là chị cũng hiểu điều đó. Nhưng mà là giống như là cái người người ta không có hiểu á, người ta muốn ăn không mà người ta không có muốn thua, mà giống cái là người ta không có theo mình. Nếu mà người ta đi sai thì người ta phải chấp nhận điều đó. Ví dụ là đi sai cái công thức của em chỉ á, thì cái đó là cái lỗi của mình chứ không phải lỗi của em. Tại em chỉ đúng mà em không đi theo em thì ráng chịu thôi. Giống như chị, em chỉ đúng thì chị, ví dụ như chị đi đúng đi, nhưng mà đôi khi chị đi, chị cũng muốn ngứa tay, chị muốn tìm hiểu thêm để coi chị hiểu là như thế nào, thì cái đó là lỗi tại chị chứ không phải là lỗi tại em. Chị cũng muốn biết thêm để mình có cái kinh nghiệm đó, nhưng mà chị thấy là những cái gì em nói nó rất là đúng, không có sai. Nếu mà mình giống như mình cố cố tình mình đi sai đường thì thua hết tiền là vậy đó.
Cố tình mình đi sai Đúng cái rồi. công thức mà em chỉ là thua đó, là thua Thì đó, thực sự cho chị tại thật chị với bị. em nói với chị đó là cái con đường này đấy em đi nó cũng gần như nó mòn rồi. Em đi nó cũng khá nhiều rồi. Có nghĩa là em đã đi trước chị 100 bước. Có thể nói là cả 100 bước Đúng đường như thế rồi. nào. Em đi quá nhiều. Em không nói là em đã đi hết gần hết cái con đường nhưng mà em đã đi khá nhiều rồi. Thì em hiểu được đó khi mà chị 3S, 4S, 5S những cái đồng cô lộn xộn á. Em biết chắc luôn cái kết quả sẽ xảy ra là điều gì. Thì thực sự ra chị Thủy giả sử chỉ là một cái người hiểu chuyện, chị cũng lớn rồi. Sau đó là em chỉ cho chị rất là gọn. Và nếu mà chị coi lại đó là trước khi em dạy công thức luôn, em dạy luôn là trước khi đầu tư cho vấn đề này là không có vụ đổ lỗi, complain, tại vì cái này là cái tư duy sẽ giúp bạn thất bại, thì dẫn đến cái sự thất bại. Em cũng nói rõ luôn. Nhưng mà chị biết được đó là nó có những người chị dạy cho họ là anh đi tới con đường này nè, hay là chị phải đi tới con đường này nè, bây giờ đi theo em nè, em đưa đèn hết tất cả mọi thứ luôn, nhưng mà khổ nổi cái mà họ không lấy đèn gì đó, bắt đầu họ đi qua cái đường kia, họ đi theo một mình của họ, sau đến cuối cùng gặp cọp cắn, xong rồi chạy báu, xong rồi gãy chân gãy, gãy gãy tay hết tất cả, xong đến cuối cùng đó anh cái problem là của anh dẫn tôi đi vô cái khu gần này, bây giờ tôi bị như vậy anh chịu trách nhiệm đi, giả sử như vậy đó. Sau 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 đi ra xong rồi nói này nói kia hết, thì những người đó sẽ không thành công được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nó sẽ có những cái người như vậy, họ không chịu trách nhiệm với vấn đề của họ và họ cũng không nhận thức ra được cái problem của họ. Thì những người đó thực sự ra em không trách họ, tại vì sao, có những người là như vậy thôi. Bây giờ Đúng mình rồi. nó sẽ có những người là như vậy và Đúng rồi. sẽ có những người hiểu chuyện như là chị, cho nên là chị mới có cái xác suất chị thành công. Thí dụ như là em rất là nể phục chị là như thế nào, chị đã học qua vấn đề stock, sau đó có thể là vì một lý do gì đó chị thất bại, nhưng mà chị không hề trách móc ai cả, chị tiếp tục đi tiếp tục cái con đường của chị để tìm cái sự thành công, tại vì chị không nản. Đó là phương châm để thành công. Tại vì em cũng như là chị thôi, trước đây á em cũng nghe những cái một vài cái YouTube, xong bắt đầu đó em cũng trả tiền cho Motley Fool, một cái người gọi là rất là giỏi trong vấn đề stock, nhưng mà trên thực tế là sau khi em học ổng á, ổng cũng rất là bình thường, và em trả tiền một số tiền không nhỏ là khoảng chừng 5.000 đô, và sau đó thực sự ra đó em vô trong đó chưa đầy khoảng chừng nửa tháng là em out. Giả sử như vậy em không đổ lỗi, em cảm ơn ông, tại vì sao, ông cho em hiểu được quy tắc của vấn đề đầu tư long term, chỉ cần một giá trị như vậy thôi nó cũng đã quá đủ rồi, cho em cái nhận thức là long term đầu tư tìm những công ty tiềm năng quan trọng vô cùng. Có thể là ông không cho em những công ty tức gọi là chuẩn, nhưng mà em hiểu được cái key đó là cái key quan trọng, chỉ cần một giá trị như vậy thôi em đã thấy được cái giá trị 5.000 đô, cái đó là bản thân của em, giả sử như vậy. Thì vì cái tư duy như vậy đó nó giúp cho em tiến tới cái con đường đầu tư. Em vẫn thất bại nhưng mà ở đầu em lãnh ngộ qua từng chìa khóa, từng chìa khóa, thì cái đó là cái mà em dạy trong cái chương trình này, và cái đó nó quan trọng vô cùng để cho một cái người vượt qua nhiều cái sóng gió mà họ lại không hiểu, họ không thấy được. Đúng rồi, đúng rồi, giống như là thì em giống như là em làm em giống như là cái nghề nào cũng phải có cái kinh nghiệm hết, cái kinh nghiệm của nó thì cái người đi sau họ hay hay cãi, giống như là giống như làm sai mà họ cứ cãi cũng giống như neo đi em, giống như cái người họ rành họ làm cũng mười mấy 20 năm họ rành rồi, Đúng mà rồi. cái người đi sau mình mà lại cứ cãi là mình đúng thì em đâu có làm gì được người ta. Thì giờ họ cứ nghĩ là họ đúng không, mình xa mình không không nghe thì họ ráng họ chịu thôi, giống Đúng vậy rồi, đúng rồi chị. Nó giống như là là bây giờ như thế này, cái ngành nail đi. Chị là một cái người rất là giỏi và chị đã làm có kết quả thực sự rồi. Nói chung thì em không có gành về ngành ngành nail cho máy, nhưng mà em chỉ đưa ra một vài cái dẫn chứng thôi để tất cả mọi người nghe để hiểu được ý này. Ví dụ chị là một cái người giỏi đi trong trong ngành nail, chị làm ra có tiền và mỗi ngày chị có biết bao nhiêu các con khách tới chị, và chị là một cái người rất là nổi tiếng trong cái vùng đó. Thì có hai loại người học sinh, một người thông minh và một người ngu dốt nhưng mà họ nghĩ là họ thông minh. Cái người thông minh đó là họ chỉ im 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 hết cái họng của họ để tới chị trả tiền cho chị là học từ chị thôi. Giả sử nếu đúng em đó rồi đúng em muốn học nail đó, em không biết rồi nail, em im hết cái họng của em tới gặp chị sao em học như vậy thôi, chấm hết. Tại vì sao, em biết được chị đã thành công rồi, đừng có nghe người này người kia nói, tại vì nghe chị, tại vì sao, chị biết được á là làm một cái móng tay, một cái móng chân nó phải có thể là vừa chậm nhưng mà chắc, và trong đó là mình quan tâm khách hàng vô cùng, giả sử như vậy thì cái móng tay đó nó mới tồn tại khoảng chừng một, thay vì khoảng chừng một tuần nó tồn tại cả tháng trời cho khách hàng, giả sử như vậy thì đúng rồi đúng rồi họ sẽ trân quý. Nhưng mà có một người á là học sinh của chị thứ hai, họ nghĩ là họ thông minh đấy, tao thấy con kia bây giờ nó làm rất là nhanh hơn hơn cái người sư phụ luôn, mà nó làm nó kiếm tiền nhanh hơn, nhưng mà trong lúc bà sư phụ đợi bà chậm quá, bà đó nó dụ nhanh hơn là nhanh luôn. Xong chị nói là dụ nhanh như vậy coi chừng chảy máu, và sau đó có thể lấy tiền nhanh bây giờ nhưng mà chưa chắc thì nó tới sau, và tôi nói cho bạn rồi không nghe thì sau này đó là sẽ mất khách luôn.
họ vẫn không đúng nghe, rồi, đúng họ vẫn không nghe, họ cứ rồi. dỗ tiếp tục như vậy, xong đến một ngày đó chảy máu, xong bị xu, sau đó bắt đầu đến cuối cùng là bị đuổi luôn. Thì cái Đúng hậu rồi. quả nó như vậy, chị thấy rất là rõ, chị khuyên họ, họ không nghe. Thì trong cái vấn đề đầu tư em thấy rất là rõ, và em khuyên và em lấy những cái người mà thật sự đầu tư sai lầm luôn, nếu mà chị coi cho trong nhóm đó. Nhưng mà đến cuối cùng những người đó họ làm sai, và đến cuối cùng họ đổ lại, lộ lại cho em luôn. Nhưng mà em không phải nói nhiều người, chỉ có một vài người thôi, đó là cái sự may Đúng mắn rồi, của em. đúng Nếu mà rồi. chị coi trong nhóm mình, trong nhóm của mình á, rất là phúc hạnh, có nghĩa là có cả 500 người, hơn hơn cả 500 người, nhưng mà thực sự ra đó là nếu mà chị coi những cái kết quả đó, em giúp cho rất là nhiều người, cái đó là một cái sự thật. Tuy thậm chí thị trường mà nó rớt luôn đi nữa đi, những cái người mà họ học được cái tư duy của em á, thì at least họ vẫn bình tĩnh. Tại vì sao? Không có một cái đồng coin nào mà chị mua vào nó lên hoài, và sẽ không bao giờ chị mua được một cái giá nào mà thật sự mua xong cái là tự động nó lên, nó không xuống. Nó giống như là chị bây giờ chị làm neo, chị expect là con khách hàng nào nó vào trong đây nó cũng nai hết, sao mà được vậy, đúng không? Đúng rồi. Không có một con khách nào hàng nào mà nó vào trong đây nó nai hết. Cái nai của con khách Đúng hàng rồi. là làm sao mình đối xử với nó là nai, mình tận tâm với nó và mình làm tốt cái nhiệm vụ của mình, thì dù nó có không nai mình cũng có thể thay đổi nó từ từ, giả sử như thế này, thì mình mới là một cái người thợ giỏi. Chị đồng ý không? Đúng Thì rồi, trong đầu đúng tư nó cũng như vậy, những cái người họ không hiểu được cái giá trị, họ sẽ nói là ủa anh Jimmy anh đưa cái đồng cô nào, giả sử như vậy đối với em nó gớt hoài. Đúng rồi, có thể là em cảm nhận cá nhân của em hiện tại nó gớt, nhưng mà nếu em follow đúng công thức, có thể là nửa tháng sau đó lên lại, hay là một tuần sau nó lên lại, em chốt lời. Nhưng mà những người đó họ hấp tấp quá, tôi vô đây phải kiếm tiền liền, mà tôi không kiếm kiếm tiền là tôi ao, giả sử tôi phải nhảy đồng cô này em kia, đến cuối cùng mất hết tiền. Nhưng mà đối với chị Thủy, chị follow đúng cái formula, như là một cái người học sinh chị dạy làm nail, con cứ cứ bình tĩnh, em cứ bình tĩnh, cứ làm bình thường thôi, cứ hỏi nó kiếm tiền cứ kệ nó đi em làm tập trung làm sao cái làm nail có cái bộ móng nail nó tốt, nó good, trò chuyện với khách hàng thân mật đi em, tiền nó tới không không nhanh nhưng mà nó sẽ tới điều điều, nó sẽ từ từ, và sau đó em sẽ trở thành một cái người giỏi nhất và khá trong cái tiệm luôn, và cái người chủ sẽ trân quý em vô cùng luôn. Em dạy cho họ những cái tư duy, chị dạy cho họ những cái tư duy như vậy, họ làm đúng, thì em dám chắc luôn cái người thợ đó sẽ được những cái người chủ trân quý vô cùng, tại vì họ yêu quý khách hàng và khách hàng sẽ yêu quý họ vô cùng luôn. Cái đó là cái chìa khóa để bền bỉ lâu dài. Nhưng mà thực sự ra em dạy những cái điều đó đó, đa số là phần những người mà có tư duy mì ăn liền đó, họ không thấy được. Tại vì em đúng muốn nói với chị đó, đa phần người Việt Nam của mình đó, em không trách họ, có những người đó là họ đã quen theo cái phong cách là phải nhanh gọn, nhanh 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 phải thắng tiền, giả sử như vậy rồi. là bắt đầu là không có kết quả là ao, có nghĩa là họ impatient tới như vậy. Và trong đầu tư đó chị, nếu mà mình impatient như vậy mình không thể nào thành công được. Cái tố chất của đầu tư Đúng đó là rồi. mình phải có được cái sự kiên nhẫn, mình phải bình tĩnh, đúng không Chị chị? càng thua thì càng tìm hiểu. Đúng rồi chị. Giống như mình tìm hiểu để mình biết rồi khi nào, khi mà mình thất bại mình mới đến thành công. Giống như là mình thất bại trước rồi mình thành công sau cũng được, nhưng mà chị là hầu như là chị đi vô cái gì chị cũng hay bị thất bại trước là chị mới thành công, nhưng mà chị mới ráng đi theo em đó. Chứ hồi lúc trước là nói chung là cũng có duyên với em hay sao, chứ chị cũng có vô mộ bùa mấy lần mà không được á, tại chị đóng tiền mà không có được á. Giống như chị đóng tiền cho nó mấy lần mà bị trục trặc á, giống như Vâng. thẻ của chị bị trục trặc mấy lần đó thôi chị bỏ luôn, chứ chị cũng vô 3 lần mà không có được á. Nó sao Vâng. chị thấy em lên Facebook á rồi chị mới biết em lâu rồi, mà chị cũng hay mua đồ của Angel B á. Rồi Sure. xưa chị xài kem của nó không á, xài kem của Angel B á. Yeah. Là Chủ Bi cũng dễ thương. Xong rồi cái chị cũng biết bên em, biết Long là biết em hết á, cho nên chị thấy em ra chị nói thôi để qua em vô em, chứ chị nghĩ là có duyên với em hay sao. Chứ Vâng. chị vô mộ bùa mấy lần rồi đó, 3 lần á, 3 lần mà không có được, mà sign up cho chị hết luôn rồi mà cuối cùng á, tiền không có được, vô thẻ nó không cho, thẻ Dạ. nhà băng chị nó sao nó cũng không cho, chị cũng không hiểu luôn. Mà ông xã chị cũng xin ổng để chị đóng tiền khi học á, mà ổng cũng đưa, mà cuối cùng cũng không được luôn, mấy lần luôn cũng không được luôn. Dạ. Thì chị qua em á, chị thấy em thì chị vô em là chị nghĩ là cũng có duyên, mà chị thấy em dạy cũng tận tình, thấy em dạy tận tình chị cũng thích, chị mới học tiếp á, Dạ. là chị muốn đi tiếp để chị có kiến thức, như là chị muốn để biết, hiểu biết thêm để chị trai á. Thì Dạ. chị nhưng mà chị muốn mua lon thơm, nhưng mà tại vì hiện tại này vốn chị chưa có đó, tại vì không phải là chị cũng phải lo đủ thứ chuyện hết, cho nên
cái nhóm mà chị cũng mua bên Bluehost rồi đó, với lại CityTrade á, thì bây giờ chị muốn chờ nó lên để chị bán, thì lấy cái vốn qua để chị đem qua đây chị mua, chị là chị mua long thơm á, nhưng mà đợi hoài nó đâu có lên đâu, thì cứ chờ thời thôi, thì để chị chờ kiếm cái vốn khác thì chị mới bỏ qua chị mua. Chứ thật sự ra nếu mà chị thấy là bên em á rất là, nếu mà có tiền á thì mua là tốt hơn á, cho nên chị cũng chị nghĩ là chị cái điều đó giống như là chị muốn ở bên, chị đem tiền Robinhood qua đây, nhưng mà hiện tại là chị đang chờ nó lên mà nó chưa có lên, cho nên cái nguồn vốn của chị thì nó hiện tại thì nó không có nhiều á, nó không có, Em hiểu chị. cho nên chị thấy là thôi kệ nó, miễn sao mà chị được cái kiến thức, chị hiểu được, chị để sau này chị có tiền thì chị cây sao cũng được, không sao, Vâng, giống được như chị. là bây giờ mình cứ theo theo dõi, mình cứ học, mình cứ mua bán bình thường đi, rồi tới hồi khi có vốn thì chị mới kêu nói bên em, nhờ bên em giúp chị mua thôi, Được chị. chỉ cho em cho chị mua thôi. Thì Chứ thật sự ra là chị thấy em dạy rất là tận tình, mà chứ không phải như là chị có nghe thằng con của chị hồi xưa nó học bên Mộ Bùi một lần, nó nói nó học mà nó không thích, thì chị nói chị học bên em đó. Ông xã chị ông cũng thấy em hoài, ông hỏi mà chị á, chị đâu có dám nói đâu, tại vì chị khi á, chị khi nào mà chị có giờ chị đâu có dám, ông kêu ông đưa tiền, tại mình lúc kia chị đã thua bên kia 10.000 rồi, mà cái vốn của chị cũng còn nằm bên kia, nên chị không có dám kêu ông đưa tiền nữa, cho nên giờ chị cứ để dành, chị góp tiền miễn sao cái tiền của chị thôi, nó không có phiền đến ổng, đến ông xã chị. Nói chung là mình làm á, thì chị làm chị không có muốn phiền phức với chồng á, thì nên chị phải ráng chờ, chị gom chị để dành đó, khi mà chị đạt được cái gì chị mong muốn á, thì chị mới nói cho ông biết, rồi ông có thể ông vô thì ông học thì đó tùy ông thôi. Còn giờ thì chị không có suối, thì chị nói chị vô em chị học chị được vậy á, chị được cái nguồn có tiền vậy đó, thì chị mới nói cho ổng, nếu mà ông thích thì tự động ông vô, chứ chị Sure, không có tiêu. chị. Thank you, chị. Thì trước mắt em cũng chúc mừng chị. Đó là chị cũng mới vào trong đây, chị cũng trải nghiệm, chị cũng thắng được một số tiền nhỏ. Đó là 1.000 đô đầu tiên cho vấn đề trading. Đó là một cái mốc nhỏ để chứng minh là cái công thức nó work và nó hiệu quả. Và khi mà chị apply thì nó rất là good. Thì em nghĩ là em và chị cũng có những cái duyên, đó là nghe qua những câu chuyện của chị đó, thì em nghĩ là mọi thứ nó happen for a reason, nó phải có cái nguyên nhân. Trên thực tế em nói với chị như thế này nè, em cảm ơn chị đã chia sẻ về cái sự tận tình tận tâm của em, nhưng mà em nói với chị đó, cái mấu chốt cuối cùng đó chị, mà em muốn dành cho chị và tất cả những người đó, đó là cái kết quả. Tại vì dù em có tận tâm cho đến mấy hết tất cả mọi thứ giúp cho chị, mà đến cuối cùng mà kết quả nó không có đó. Kết quả là gì? Đó là chị phải có được một công thức để chị chốt lời hàng tháng, để chị gia tăng cái income của chị. Và cái công thức này trong tương lai, khi mà chị có một cái nguồn vốn giả sử như là 10.000 đô thêm nữa cho vấn đề long term, chị có thể đầu tư về vấn đề long term thêm nữa trong cho trong trong vấn đề smart trade, để chị gia tăng cái nguồn thu nhập income của chị, passive income trong tương lai khi mà chị retire cho sau này, giả sử như vậy chị phải có. Thì cái đó là cái giá trị cốt lõi mà em mang tới cho chị. Và cái phần cuối cùng đó là gì? Là những cái đồng côn mà em chỉ cho chị, những công thức em dạy cho chị đó, thì sau này chị phải biết cách để đầu tư để làm sao chốt lời được. Những cái gì em nói với chị có những cái đồng ý không? Tại vì dù em có tận tâm chị đến mấy, đến Đúng cuối cùng rồi, mà kết đúng quả rồi. không có, thì chị cũng thấy em tốt bụng, nhưng mà đến cuối cùng mà chị nó cũng không 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 tồn tại. Cho nên cái Đúng mà rồi. em nói với chị đó là em tin rằng, em rất là tin rằng cái công thức mà em dạy cho chị đó, nếu mà chị cần chị thắt chặt lại công thức đó, chị kỷ luật hơn về công thức đó, và chị có thể lấy một số tiền nhỏ của chị ra 500, 300 hay là thậm chí 800, 900 gì đó, chị muốn trải nghiệm theo cái quan điểm của chị cứ trải nghiệm thoải mái. Nhưng mà em nói với chị như thế này nè, một cái người thông minh đó chị, trước khi chị muốn trải nghiệm tùm lum tùm la, cái này cái là một cái lời khuyên cuối cùng của em thôi, đó là trước khi mà chị muốn trải nghiệm tùm lum tùm la, hay là những ai mà nghe cái video này nè, đây là cái giá trị nè, trước khi quý anh chị các bạn hoặc là chị muốn trải nghiệm theo cái quan điểm của chị đó, thì em nghĩ là một cái người thông minh họ sẽ học cách cơ bản nhất của một người thầy.
trước mắt để có những cái kết quả mỹ mãn trước. Thí dụ như là chị đưa một cái mục tiêu ra, chị muốn có được cái income hàng tháng 20-30% lợi nhuận và kiếm mỗi tháng 2-3 ngàn, em nói giả sử như vậy, anh nói thí dụ một con số nhỏ thôi. Khi mà chị làm được cái điều đó đều đặn rồi đó, chị lấy cái tiền lợi nhuận đó, chị muốn trải nghiệm sao chị trải nghiệm, chị muốn mua 5x, 10x, 40x, muốn mua cái như thế nào được, giả sử như vậy, chị trải nghiệm để chị học hỏi theo cái quan điểm gì đó của chị, giả sử nếu mà chị muốn. Tại vì cá nhân của em đây đó, em nói với chị, khi em chưa làm được những cái cơ bản nhất, em không muốn làm những cái gờm gà. Thì tại sao chị thấy được những cái người mà thành công trong võ thuật, trong bính tennis, hay là trong bất cứ một cái lĩnh vực gì, thậm chí ca hát, một cái người muốn ca hát giỏi họ phải học từ một cái người như là Đàm Vĩnh Hưng, một người con trai học từ Đàm Vĩnh Hưng hát như thế nào giỏi, sau đó mới qua cái phong cách của mình. Một cái người phụ nữ muốn hát giỏi phải học cách của Mỹ Tâm như thế nào, em nói thí dụ hát giỏi theo cái phong cách của đó, hay chọn một cái người nào giỏi đó để học từ cái người đó, xong học xong rồi đó mới đổi cái phong cách của mình, giả sử như vậy. Một cái người muốn nhặt, muốn học cái cách nhảy mà good thì phải coi một cái điển hình của người nào đó họ thích nhảy, bắt chước y chang như vậy, và sau đó điều chỉnh theo cái formula của mình khi mà mình giỏi. Đầu tư nó cũng như vậy, nếu bạn đang đầu tư dở ạt, đừng có chế công thức gì hết, học từ chi bì trước, giỏi cái formula của chi bì rồi, kiếm ra được cái lợi nhuận rồi, thì lúc đó mới chế riêng cái formula của mình, hay là pha chế gì đó. Một tô phở bây giờ chị chưa biết nấu tô phở như thế nào, chưa biết bỏ bún như thế nào, chưa biết bỏ gì hết, chưa biết bỏ thịt ra sao, thì bây giờ pha chế tô phở làm ra giờ giờ ạt luôn, không phải là tô Ừ, phở nữa, đúng ra một tô bún lèo rồi. luôn, giả sử như vậy. Thì chị có đồng ý những gì em nói không? Có nghĩa là những cái điều này là những cái điều mình làm hàng ngày trong cuộc sống. Một tô phở khi mà muốn nấu thì phải học từ mẹ của mình nấu cho ngon, đúng không? Bắt chước cái mẹ của mình bỏ phở như thế nào, bỏ bún ra sao, bỏ thịt ra sao, cắt như thế nào bỏ vào, thì nó mới ra một cái tô phở ngon cho người chồng mình ăn, hay là ví dụ cho người vợ mình ăn, giả sử như vậy. Thì sau khi nấu từ mẹ của mình giỏi rồi đó, thì lúc đó mới pha chế coi có những cái gì hay pha chế vào thì nó mới chuẩn, chứ chưa học được từ người mẹ, mẹ mới đang dạy cho mình, bây giờ là không nghe lời mẹ luôn, sau đó bắt đầu là chế theo cái formula của mình luôn, thì làm sao thành công được. Người mẹ mình cũng buồn, lãng phí thời gian của mẹ của mình, mà đến cuối cùng là thất bại luôn, giả sử như vậy. Chị nghe những gì em nói nó có make sense hay không? Đúng rồi. Đúng rồi. Chị biết ví dụ như là Lý Tiểu Long muốn giỏi võ đến ngày hôm nay, và trước khi mất đi, Lý Tiểu Long phải đi tới sư phụ là Diệp Vấn để học các cách võ công của Diệp Vấn như thế nào, học xong hết y chang như vậy, thì lúc đó Lý Tiểu Long mới chế ra cái môn võ công của Lý Tiểu Long riêng, phong cách riêng. Thì tại vì cái nhiều người họ không hiểu được cái quá trình của một người thành công như thế nào. Cái người mà quýnh tennis giỏi nhất trên thế giới, Serena Williams, phải học cái cách quýnh tennis của một cái người gọi là coaching trình rất là giỏi, sau đó cái người đó huấn luyện y chang cách quýnh như thế nào, giả sử như vậy, sau đó si giỏi xong rồi si mới đổi phong cách quýnh như thế nào qua qua cái formula của si, si mới giỏi đến ngày hôm nay. Đúng rồi, đúng Và rồi, giống như mình phải biết trước rồi mình phải khi đó mình muốn 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 làm muốn vẽ thêm gì dạ cũng vậy đúng không chị? Dạ bây mình giờ mình muốn học dạ thì cũng phải học và cách dạ như thế nào, người vẽ thầy dạy sao, thì lúc đó mình mới pha chế đúng cách rồi, vẽ kia của mình mình, giả phải sử có như vậy. công thức căn bản trước Đúng mình rồi, biết hết rồi khổ mình nổi vẽ đó. phăng thêm thì do mình. Khổ nổi nhiều người đó là em dạy đó chưa học được cái cách cơ bản, bây giờ pha chế tùm lum tùm la không nghe thì làm sao thành công được, giả sử như vậy. Mà khi mà Khi mà theo chị nghĩ ấy, nhiều khi cái con mà trên coi ấy, mà em mà ví dụ mà em nói 2x đi mà vô mà 3x hả, là giống như em đi mua lên đi mà nó xuống rất là lẹ luôn, nó đúng rồi, xuống giống như là những người mà họ bỏ tiền nhiều là nó xuống nó đau xuống rất là lẹ, đúng nên là rồi, em mất dễ mất tài khoản lắm, cháy cho tài nên khoản chị luôn. để ý á. Đúng là chị để ý mấy lần chị biết, tại vì chị cũng thử mấy lần, Đúng rồi, ví dụ mấy đúng rồi chị thử mấy lần chị thử coi là nó đi như thế nào, mà nó đi rất là lẹ nha, đi mà em phải giống như mình phải lô liền, không lô là mất tài khoản hết đúng rồi. đó. Chị để ý Cho nên đó là tại sao chị thấy đó là trend call em không bao giờ cho người mới đầu tư, là em có một cái group riêng cho những người có kinh nghiệm rất là sâu sắc hơn, được sự huấn luyện bài bản từ em, học khóa học trend call từ em, thì lúc đó em mới cho đầu tư những đồng call mới, chứ không phải là em không có đọc đồng call mới nha, em có rất là nhiều những cái đồng call mới, em có một cái nhóm riêng giả sử như vậy, nhưng mà phải đưa đúng người, chứ đưa sai lộn người cái bắt đầu là nhiều sứ phiền phức xảy ra hết, tất cả là hại họ luôn, đó, cái đó mà chậm tay là nó xuống lẹ chết lắm. liền, chết liền. Ok chị, thì Chị bây giờ sao sao chị cho nói đi chị, không, chị nói đúng rồi, giống vậy đó, giống em nói đó. đúng chuẩn hết tất cả chị. Trend call nói chị đó là khi mà mình đầu tư mà short 2x còn chết,
khi mà nó rất kinh khủng là càng cháy tài khoản giả sử như vậy. Thường thường trend call nó chỉ em á, khi mà em short á, em chỉ short 1x thôi, em short 1x thôi, nhưng mà em phải đợi đúng thời cơ để em short nha, chứ không phải đơn giản nha chị nha. Đó là em phải đợi đúng những cái checklist của em trước khi em short luôn. Cho nên em nói với chị, những người mà không biết đó là họ short là phỏng tay hết tất cả mọi thứ cho những cái phần trend call, tại nó xuống lên, nó lên xuống lẹ lắm, nó lẹ kinh khủng luôn. Đúng rồi, nó đi rất là lẹ. Chị thấy tại vì chị cũng có thử mấy cái con nó qua thử, chị biết. Cho nên mà giống như mà ai mà yếu 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 tim vô là chết. Chết liền luôn. Vô Và em nói với chị đó là khi mà đầu tư trend call nó chị là nó, em có những cái quy tắc dữ lắm, có nghĩa là em chỉ cho họ về tâm lý luôn, là đầu tư trend call là bao nhiêu tiền là maximum, bao nhiêu S là maximum, chọn cái đồng call bao nhiêu cap là như thế nào nữa, chị hiểu không? Và sau đó nó phải có những cái tố chất như thế nào, nó không phải đơn giản như vậy đâu. Cho nên những cái người mà họ mới họ đúng vô rồi. đó là họ đầu tư trend call nó giống như là bây giờ, nó giống như là như thế này nè, chưa biết cách bơi trong hồ bơi, Nhảy xuống là chết. nhảy xuống sông, mà sông đó giả sử như là có alligator, là có cá mà giống như là cá nó ăn mình đó, chị không, mà không có, nhưng mà lại Đúng muốn nhảy xuống dưới đó, chưa có áo phao, chưa biết cách bơi, chưa có được một cái boat, là một cái con thuyền chở mình đi như thế nào, mà nhảy ẩu tạ như vậy là chết thôi. Mà em nói với họ đó là nó là bây giờ tôi không cho bạn đi ra sông hiện tại ngay bây giờ. Và có nhiều người chị biết đó, có một vài người đó, em không cho họ ra xong mà đến cuối cùng họ đổ lỗi lại cho em luôn, nó là vô trong đây có học được cái gì đâu, tàn là top coin giả sử như vậy không, mà tôi ra ngoài bên kia học được đầu tư trend coin hay vân 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 vân, thầy có biết gì đâu giả sử như vậy. Có nghĩa là họ không hiểu, em cho họ bơi trong hồ để cho họ an toàn, mà đến đến ngược lại họ lại không hiểu được cái giá trị của em, họ muốn nhảy xong em cứu họ cho họ, đến cuối cùng á là họ nói là tôi vừa mới nhảy xong là tôi thắng được tiền. Nhưng mà họ không biết khi mà nhảy xuống sông đó rồi đó sẽ có cá mập ở trong đó, hay là sẽ có cá alligator trong đó, cá sấu trong đó, mà bạn chưa thấy, bạn sẽ thấy được, và lúc đó bạn sẽ không có cái sự chuẩn bị đó, nó sẽ ăn bạn chắc chắn luôn, mà những người đó họ đúng không rồi, thấy được. đúng Và rồi. khuyên họ sẽ không nghe. Thì cái mà anh muốn nói tới đó, thực sự ra đó, cái chìa khóa quan trọng nhất, và em chia sẻ cho chị và mọi người, khi mà mình đã tới một người thầy đó rồi đó, một là mình không học từ người thầy đó, còn hai nếu học được người thầy đó hãy tin, chấm hết. Tại vì nếu mà học mà không tin thì đừng học, tại vì nó sẽ không thành công. Đúng Tại rồi. nói ra cái lỗ tai này nó ra lỗ tai kia. Cho nên á, tại sao ví dụ như là nếu mà chị nhắm mà chị tin em, thì chị hãy coi cái hành động của em, ví dụ như trong thời gian vừa qua đó, chị vào trong trong cái chương trình này, em hỏi thật với chị hãy coi cái phục vụ của bên em như thế nào đối với chị, từ các bạn ra sao hỗ trợ cho chị như thế nào, chị sẽ thấy được là những cái gì em nói nó có đúng hay không. Thì từ những cái nhỏ đó chị sẽ thấy được là à, những cái gì mà chị mày nó nói thật sự nó làm hết, giả sử như vậy đúng không chị, nó làm Đúng hết. rồi. Mà Và cái đội ngũ bên em á rất là rước lắm, giống như em nào cũng vậy, em nào khi mà cần hỗ trợ hoặc là giúp gì thì rất là tận tình. Chứ đó chị nói thật sự không mà, chứ không phải là chị nói mà để đâu, nói thiệt mà. thank you Em chị. nào cũng vậy, em nào cũng dễ thương. Cảm ơn chị rất là nhiều. Tại em nghĩ cái điều đó rất là quan trọng cho những khách hàng như là chị mới vào trong đây, chị sẽ có những cái âu lo, những cái problem, thì bên em cố gắng hỗ trợ cho chị. Thì trước khi em up cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay đó chị, nói chung chị em mình cũng đã trò chuyện cũng như 1 tiếng mấy rồi, thì không biết chị có một cái lời lẽ gì cuối cùng để chia sẻ lại cho những anh chị em đang nghe cái video này. Không biết là chị có những cái chìa khóa gì cuối cùng để giúp cho họ có thể là giảm đi cái số tiền họ thua, hay là giúp cho họ thắng tiền, tại vì chị đã trong thời gian vừa qua chị đã mất mát một số tiền không nhỏ trong trong cái thị trường này, để chị nhận ra được một vài cái key. Thì đối với chị đó là trước khi chị tham gia vào ThinkSmart Trader và sau khi chị tham gia vào ThinkSmart Trader, chị có được cái chìa khóa gì mà giúp ích cho chị rất là nhiều trong cái quá trình đầu tư, chị có thể chia sẻ lại cho những ai đang nghe cái video này được không chị? Chị giống như là trước kia là chị đã bên stock thì chị cũng thua 10.000 rồi, nhưng mà chị cũng giống như tay ngang thôi. Bạn của chị chỉ vô mở tài khoản vô mua rồi thôi, chứ không chỉ cho chị gì thêm hết, chỉ đưa cái con nó ra kêu chị mua thôi. Mua mà đôi khi mình cũng không hiểu cái con đó là nó làm cái gì mình nó cũng không nói, cứ kêu mình mua. Mà đôi khi đưa những cái con mà người ta nó bay lên trời rồi, chị đâu có hiểu là lúc nó lên nó xuống như thế nào, cứ đè đè đầu mua mua riết là thua tiền, rồi cứ để đó riết không thấy lên mà toàn là thấy thua không.
Cho nên chị nói là cái, nhưng mà chị cũng không có nản, chị cứ chờ đợi hoài, chờ riết khi mà chị nghĩ là cái thị trường nó xuống hoài vậy, nhưng mà chị cũng muốn muốn cho học thêm mà không biết ai để học hết. Nhưng mà khi chị gặp em rồi á, thì cũng có duyên để gặp em, là vô đây chị học, là chị cũng có bỏ ra một, khi mà chị cũng hiểu được cái công thức của bên em chỉ đó, em chỉ đó, thì chị cũng là certified, chị cũng hiểu được rồi, nhưng mà chị đánh ít thôi chứ chị không có đánh nhiều. Chị tại vì do mình hiểu, nhưng mà mình cũng phải thử để cho mình không phải là bỏ một số tiền lớn, ví dụ mình bỏ chừng 2.000 3.000 cũng được, nhưng mà chị chơi theo công thức của em, rồi cũng có khi đó chị công thức của em thì chị vẫn làm, nhưng mà chị muốn mua học thêm những cái mà bên ngoài để coi nó như thế nào, nhưng mà bỏ ít tiền thôi chứ đừng có bỏ nhiều tiền. Bỏ nhiều tiền nó sẽ thua của mình, tại vì mình không có hiểu đó. Mình mới vô làm giống như là mình chưa có biết cái gì hết á, dù là em nói cũng cũng em nói thì nghe như vậy, nhưng mà mình cũng phải bỏ ít tiền để mình try thử đi, rồi mình làm thử, khi mà mình hiểu được cái công thức, là những cái công thức em đưa ra là phải hiểu được cái đó mà phải thuộc và phải Đúng biết, rồi. rồi mới mới mình khi mình mới chay rồi nhiều tiền mình mới bỏ được nhiều tiền. Chứ bây giờ mà vô mà chưa hiểu gì hết, mình muốn hốt tiền người ta thì không có được đâu, tại vì mình chưa hiểu gì hết, mình chưa biết cái gì hết, mình chưa có rành hết, bỏ nhiều tiền chắc chắn là mà khi mà nó xuống một cái Mình mình là sợ. mình run, mà Mình sợ. mình sợ, là mình yếu tim, là mình sợ bắt đầu là hết lót, mình thua tiền, mình thua rất là nhiều, với lại mình đi sai đường làm bảo đảm phải thua. Tại vì chị đi cũng đi sai đường, nhưng mà chị ít tiền thôi, nhưng mà chị mong muốn là khi mà mọi người mà vô mới vô đừng có bao giờ bỏ tiền nhiều hết á, tại vì mình bỏ ít đi là mình chơi, mình chay đi, là mình hiểu được cái công thức Đúng nó như thế rồi, nào, bằng hai rồi chậm. bắt đầu á mình mới bỏ cái số tiền lớn ra, nó không có muộn đâu. Đúng rồi. Nó cái chị nghĩ là cái thị trường cũng còn đó, cái con đó nó vẫn, ví dụ như không có con này cũng con khác, Đúng rồi. nhưng mà tại vì do là mình không có tiền để mình chay thôi, Đúng thật rồi. sự như vậy. Anh đồng Thật ý. sự là chị nói, chị thấy nhiều con á, chị rất là muốn muốn mua, mà hiện tại là cái vốn chị không có, chứ thật sự ra nhiều con mà em đưa ra chị rất là thích, mà lại vốn mình không có. Chị nói thiệt á, không có tiền để mà mua thôi, chứ chứ đừng cứ nghĩ là mình cứ vô là mình muốn, mình không ăn con này á thì mình sẽ mất cơ hội, không có đâu. Không có, đúng rồi mình chị. mình chỉ là mình hết tiền là Đồng ý. mình không có mua được cái gì hết á. Tuyệt vời chị. Cho nên chị nghĩ mọi người mà ai mới vô đừng có hấp tấp, đừng có hấp tấp mà vội vàng mà lấy tiền, không không được. Giống như là mình chỉ nạp tiền cho nó thôi, mình Đúng nạp rồi. tiền cho cái sàn thôi, chứ mình không có ăn được của nó đâu. Cho Đúng rồi. nên chị biết điều đó, chị chơi ít thôi. Mà bây giờ chị hiểu được rồi thì chị phải để dành tiền. Đúng rồi Chị chị. hiểu được Đúng rồi, rồi. chị để dành tiền là chị chơi sao cũng được. Tại chị hiểu là mình không có tiền để mà mua, chứ không phải là thị trường này nó hết như vậy đó. Đúng rồi chị. Thì quý anh chị cũng đã nghe chị Thủy chia sẻ những cái rất là giá trị trong vấn đề đầu tư, là cái vấn đề là thị trường này nó luôn ở đây. Cái quan trọng nhất là khi mà mình có được cái kiến thức và cái nguồn vốn của mình thật sự đó, và mình giống như là bình tĩnh, mình kiên nhẫn và mình có được những cái chiến thuật, thì gần như đó cái xác suất mình thành công rất là cao. Còn nếu mình không có những cái điều đó và không có những cái tiêu chí đó, đó thì rất là nguy hiểm vô cùng. Thì Jimmy và chị Thủy một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đang nghe cái video này, và nếu quên chị nào mà thật sự quan tâm muốn tìm hiểu thêm, và quan trọng là nghiêm túc thật sự để tìm hiểu thật sự về thị trường tiềm năng crypto này, muốn học cách đầu tư long term, muốn học cách trader như thế nào đó, thì quên chị có thể tìm hiểu cái đường link ở dưới đó để click vào cái video và sau đó nghe cái video và đặt lịch hẹn với bên Jimmy. Jimmy muốn chúc cho mọi người một giống hay là một cái điều tốt đẹp nhất trong năm 2024 này. Nói chung là có điều nhiều cái sự thuận lợi, tốt đẹp và nhiều cái sự thành công đến cho quý anh chị. Thì không biết chị Thị có một cái điều gì cuối cùng để wrap up cái cuộc trò chuyện này hay không chị?
Em cảm ơn chị rất là nhiều dành cái thời gian ngày hôm nay để chia sẻ những cái thông điệp rất là giá trị cho cộng đồng của chúng ta tại Hoa Kỳ và tất cả mọi nơi trên thế giới. Bye em. Em chào chị. Rồi, take care chị nha. Và chị có bất cứ vấn đề gì đó cứ cứ contact bên em. Em chào chị. Bye chị nha. Chào em. Ok. Chúc em năm mới vui vẻ, hạnh phúc và may mắn. Happy New Year Và chị nha. tất cả mọi người cũng vậy. Cảm ơn chị. Happy New Year chị. Người luôn thành công và gặp nhiều may mắn trong gia đình. Cảm ơn chị. Bye chị Ok. nha. Bye chị.